nhất chúng tôi xin cảm ơn trung tâm đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội và giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Khoa và các cộng sự đã tổ chức cái chương trình CV bộ môn. Cảm ơn tiến sĩ Lê Thịnh Vũ đã giới thiệu và đã mời chúng tôi báo cáo với đề tài viêm phổi không đáp ứng điều trị. Thì đây là một cái vấn đề mà luôn luôn chúng ta gặp phải khi mà chúng ta thực hành lâm sàng, dù là bệnh nhẹ hay là bệnh nặng, thì cái vấn đề không đáp ứng với điều trị là một trong những cái vấn đề rất là thường gặp và đôi khi gây ra cho chúng ta những cái bối rối khi mà chúng ta xử lý những vấn đề này, bởi vì nếu bệnh nhân không đáp ứng điều trị thì khả năng tử vong sẽ tăng cao gấp đôi so với trường hợp mà đáp ứng điều trị ban đầu. Tuy nhiên những cái lý do, một số những cái lý do hay là những nguyên nhân mà chúng ta liệt kê, đôi khi chúng ta sẽ không có những cái thông tin một cách đầy đủ. Đó là một cái điều mà chúng ta rất là khó khăn trong vấn đề chúng ta nhận định khi mà chúng ta xử lý tiếp theo. Thì hôm nay chúng tôi xin bằng phép đưa ra những cái thông tin để chúng ta có thể làm một cái checklist khi mà chúng ta gặp phải những trường hợp mà bệnh nhân không đáp ứng với điều trị của chúng ta. Thì chúng ta biết là nhiễm trùng hô hấp hiện nay cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong tất cả các bệnh nhiễm trùng. Nếu mà so sánh với những cái bệnh lý khác thì bệnh lý nhiễm trùng hô hấp cũng đứng về hàng thứ ba, thứ tư về tỷ lệ bệnh tật cũng như tỷ lệ tử vong. Và ước tính nó chiếm tới khoảng 5% cho tới 6% cái tỷ lệ tử vong do tất cả những cái bệnh lý gây ra ở các nước đang phát triển cũng như là các nước đã phát triển, kể cả những nước mà có thu nhập thấp hay là những thứ nhất thu nhập cao thì cái tình hình tử vong vẫn còn khá là cao trong tất cả cái bệnh lý gọi là hàng đứng hàng thứ năm trong tất cả những nguyên nhân gây tử vong, và có thể nói là top trong tất cả những cái nguyên nhân gây tử vong do bệnh lý nhiễm trùng. Thì chúng ta biết là cái bệnh lý nhiễm trùng thì cái kháng sinh là cực kỳ quan trọng đối với cái điều trị. Do đó mà cái vấn đề sử dụng kháng sinh đúng cách hay là đúng nguyên tắc thì là một cái điều mà gần như bắt buộc. Thì đây là những nguyên tắc mà kháng sinh chúng ta sử dụng, ví dụ như chúng ta phải sử dụng kháng sinh còn nhạy cảm. Tuy nhiên thì đôi khi người bác sĩ lâm sàng chúng ta sẽ không biết là kháng sinh này có còn nhạy cảm hay không, bởi vì cũng thiếu những thông tin về dịch tễ học, thông tin về nghiên cứu, thông tin từ guideline, và chúng ta không có những cái bằng chứng đủ mạnh để chúng ta có thể sử dụng. Do đó mà điều này cũng rất là khó. Điều thứ hai là chúng ta phải điều trị sớm, để càng sớm càng tốt đối với một cái bệnh nhiễm trùng. Điều trị kháng sinh đủ liều, với tình hiện nay thì vấn đề mà chúng ta biết được cái liều lượng thật sự trong cái kháng sinh steroid là bao nhiêu, để chúng ta có thể sử dụng một cách an tâm an toàn cho bệnh nhân là cái điều rất là quan trọng. Chúng ta tuân thủ nguyên tắc về dự đồng học, cái điều này rất là khó bởi vì sự thay đổi của những chỉ số dự đồng học nó sẽ làm cho thay đổi cái cách sử dụng cũng như là cái liều sử dụng của kháng sinh. Do đó mà cái đây là một cái nguyên tắc rất là quan trọng, nhưng mà nó thay đổi rất là chóng vánh theo cái thời gian, tùy theo tình hình đề kháng kháng sinh. Chút xíu chúng ta sẽ phân tích rõ. Chúng ta phải hiểu được cái phổ tác động của kháng sinh nó như thế nào. Có những kháng sinh phổ rất rộng nhưng mà nó lại không có hiệu quả đối với những cái tác nhân nhất định, chứ không phải là chúng ta càng dùng kháng sinh phổ càng rộng là càng tốt. Cái điều đó hoàn toàn nó không chính xác. Và khi chúng ta sử dụng kháng sinh thì nó sẽ làm gia tăng đề kháng kháng sinh khác. Ví dụ chúng ta phối hợp kháng sinh mà nó không có đúng thì nó sẽ làm cho không có kết quả hiệp đồng, mà làm cho những kết quả đối kháng, nó làm cho giảm đi hiệu quả so với khi chúng ta sử dụng một cái loại thuốc. Đó là những cái nguyên tắc căn bản để chúng ta sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân của chúng ta. Thì chúng ta biết rằng cái vấn đề nguyên nhân hàng đầu gây ra những cái điều trị mà chúng ta không đáp ứng với điều trị đó là kháng sinh chúng ta sử dụng không thích hợp. Nếu mà chúng ta điều trị không thích hợp thì cái tỷ lệ mà cải thiện lâm sàng nó chỉ có 47%, chỉ khoảng gần được phân nửa trường hợp so với 82% khi chúng ta điều trị kháng sinh thích hợp.
Chút xíu chúng ta sẽ theo gọi thế nào là kháng sinh thích hợp để chúng ta có thể hiểu được là chúng ta cần phải điều trị kháng sinh thích hợp như thế nào cũng quan trọng. Và tỷ lệ sống còn cũng vậy, chúng ta thấy là điều trị kháng sinh thích hợp, nếu mà chúng ta điều trị thì nó đạt được cái tỷ lệ sống còn lên 86%. Còn nếu mà chúng ta điều trị kháng sinh không thích hợp, tỷ lệ sống còn nó chỉ có còn có 74%. Do đó mà cái điều trị kháng sinh thích hợp ngay từ đầu là một trong những cái nguyên tắc rất là quan trọng. Trước một viêm phổi hay là bất cứ một nhiễm trùng nào ở trong trong cơ thể của bệnh nhân thì cái vấn đề chúng ta điều trị sớm khi mà chúng ta nhận diện đó là một bệnh nhiễm khuẩn mà chúng ta cần phải điều trị kháng sinh. Và thông thường thì cái thời gian đáp ứng nó từ khoảng trung bình khoảng 24 giờ trở đi. Thí dụ như đặc biệt đối với những cái phế cầu nhạy cảm thuốc thì chúng ta chỉ cần có 12 tiếng đồng hồ hay 24 tiếng đồng hồ là chúng ta thể trông đợi một cái kết quả hiệu quả lâm sàng rất là rõ ràng. Tuy nhiên thì trong đa số trường hợp chúng ta phải chờ tới 48 đến 72 giờ đồng hồ. Do đó mà trên lý thuyết thì chúng ta phải chờ tới 72 giờ đồng hồ để chúng ta xem có đáp ứng được kháng sinh không. Và chúng ta không có nên vội vàng để chúng ta thay đổi kháng sinh, và tối đa là khoảng ngày thứ năm sau khi chúng ta điều trị, bắt đầu điều trị kháng sinh thì chúng ta xem như là nó thất bại hay là thành công để chúng ta có thể đổi sang kháng sinh khác. Dĩ nhiên là cái chuyện mà thay đổi kháng sinh sớm hay là muộn tùy thuộc vào cái nhận định của người bác sĩ lâm sàng. Ví dụ như chúng ta nhận định lúc ban đầu là Streptococcus pneumoniae, nhưng mà sau đó thì thầy Vũ nhận là bệnh nhân thì thấy chúng ta thấy là rõ ràng đây là một cái viêm phổi do tụ cầu có một cái nhọt mông rất là rõ ràng, hoặc là một cái đường truyền tĩnh mạch nó bị viêm, thì chúng ta phải thay đổi kháng sinh ngay tức thì chứ không phải chờ đợi tới ngày thứ ba hay ngày thứ năm. Do đó mà những cái vấn đề mà thay đổi kháng sinh này nó cũng phụ thuộc rất lớn vào cái đánh giá lâm sàng của người bác sĩ, cũng như là chúng ta nhận diện nguyên nhân rõ ràng hay là không rõ ràng lúc ban đầu. Do đó những cái tiêu chí mà đáp ứng thì chúng ta biết là những cái triệu chứng như là sốt, triệu chứng ho, triệu chứng đau ngực, đó là những triệu chứng mà nó trên lâm sàng của cái cơ quan hô hấp nó có thể nó phản ánh rất là rõ ràng cái cải thiện tình trạng khó thở bệnh nhân, tổng trạng bệnh nhân khá hơn, ăn ngủ tốt hơn, thì chúng ta biết là đây là những cái dấu chứng lâm sàng mà có hiện cải thiện. Về cận lâm sàng thì chúng ta thấy là cầu máu giảm, nitro giảm, CRP nó giảm, vân vân, những cái chỉ số nó về huyết đồng học nó cải thiện, thì đó là những cái chỉ dấu cho chúng ta biết là bệnh nhân này đã có lâm sàng một cách khá rõ ràng. Tuy nhiên thì chúng ta không nên trông đợi vào cái X quang để nó đáp ứng nhanh, bởi vì cái X quang thông thường là nó phải một tuần sau, hai tuần sau thì cái đáp ứng mới thấy được rõ ràng. Rất ít trường hợp mà nó có tình trạng đáp ứng X quang sớm, bởi vì chúng ta biết là cái sự hồi phục của X quang nó sẽ diễn tiến chậm chạp chứ nó không ngoạn mục như là trên lâm sàng. Đây là liệt kê những nguyên nhân mà chúng ta chủ yếu chúng ta lưu ý đến cái chuyện mà bệnh nhân thêm trong điều trị mà nó không đáp ứng. Cái điều quan trọng nhất, thứ nhất đó là cái điều trị kháng sinh ban đầu không thích hợp. Điều trị không thích hợp có nghĩa là bệnh nhân chúng ta điều trị muộn. Thông thường thì với một cái điều trị mà viêm phổi cộng đồng, chúng ta đòi hỏi phải điều trị trong vòng 8 giờ đồng hồ trước đây. Nhưng mà sau này thì người ta yêu cầu phải trong vòng 4 giờ đồng hồ. Từ khi phát hiện viêm phổi là thuốc kháng sinh phải vào bệnh nhân. Liều nó không đủ, chất lượng thuốc kém, thuốc giả, đây là một vấn đề rất nhức nhối của cái thị trường thuốc hiện nay của chúng ta. Không tuân thủ về dự đồng học, kháng sinh vào tổ chức thì nó không được. Thí dụ như là nhiễm trùng của màng phổi, mũ màng phổi thì chúng ta có thể rất là khó điều trị. Hoặc là bệnh nhân bị tụ huyết áp, kháng sinh nó không được vào cái mô được. Vi khuẩn đã kháng thuốc rồi, hoặc là vi khuẩn nó kém nhạy cảm do cái MIC nó đã gia tăng lên mà chúng ta không có biết, hoặc là chúng ta dùng kháng sinh mà nó không có bao phủ được những vi khuẩn gây bệnh. Do đó mà những trường hợp một trong năm những cái yếu tố này mà chúng ta không đáp ứng thì chúng ta gọi là điều trị ban đầu không thích hợp. Như ban đầu chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà thất bại điều trị nó lên tới gần 50%. Những nguyên nhân thứ hai mà làm cho cái điều trị ban đầu không thích điều trị không đáp ứng nữa đó là bệnh nhân lớn tuổi. Tuổi càng lớn thì cái đáp ứng nó rất là kém đối với miễn dịch, bởi vì kháng sinh là một cái thuốc để chúng ta giảm cái số lượng vi khuẩn, đồng thời đòi hỏi phải cái miễn dịch của bệnh nhân bắt đầu nó từ tuần thứ hai trở đi nó phải có một cái đáp ứng miễn dịch để nó tiêu diệt những cái vi khuẩn, số lượng vi khuẩn còn lại.
Do đó mà cái chuyện bệnh nhân lớn tuổi, thí dụ như trong thời đại Covid này, bệnh nhân trên 70 tuổi tỷ lệ tử vong nó lên rất là cao so với những người mà dưới 70 tuổi. Bệnh nặng, bệnh càng nặng thì cái đáp ứng nó càng kém. Thí dụ như bệnh nhân có sốc nhiễm trùng hay là có nặng siêu hấp tuần hoàn, nó làm cho tình trạng đáp ứng nó sẽ càng kém hơn và tỷ lệ tử vong nó cũng lên rất là cao. Một cái viêm phổi có thể nó có gây biến chứng mà chúng ta làm cho cái tình trạng đáp ứng nó không có hiệu quả bằng những trường hợp mà viêm phổi không có biến chứng. Ví dụ bệnh nhân có nhiễm khuẩn huyết, có mũ màng phổi, ví dụ như một tràn dịch màng phổi biến chứng, tiến triển tới mũ màng phổi, hoặc là bệnh nhân kèm theo viêm nội tâm mạc, viêm màng não vân vân, hoặc là bệnh nhân có bệnh căn bản, đôi khi nó sẽ rất là khó nhận diện lúc ban đầu khi mà bệnh nhân tới lần đầu tiên. Ví dụ như bệnh nhân giãn phế quản hay bệnh nhân có dị vật phế quản, thậm chí nhiều và dị vật cái phế quản này có thể tồn tại nhiều năm mà chúng ta không biết, nó không cảm quan khi chúng ta chụp, nó không xẹp phổi. Do đó mà bệnh nhân cũng có thể là bị viêm phổi tái đi tái lại, nhưng mà nếu mà bệnh nhân tới đầu tiên thì đôi khi chúng ta sẽ bỏ sót. Ung thư phế quản cũng vậy, hoặc là thậm chí bệnh nhân những người lớn tuổi hay là những cái bệnh lý nó gây ra nhiễm khí phế quản làm cho bệnh nhân không có ho hạt được, làm cho cái chuyện mà hồi phục nó cũng chậm đi. Và cuối cùng là chúng ta thấy cái chẩn đoán nó sai, bệnh nhân có tổn thương phổi, có sốt nhưng mà không phải là viêm phổi do vi khuẩn, mà do những cái nguyên nhân khác. Chúng ta sẽ đề cập tới những cái vấn đề sau. Thì chúng ta biết là những cái nguyên nhân thất bại điều trị ban đầu đó, có rất là nhiều cái nguyên nhân mà chúng ta đã liệt kê. Thì đây là một nghiên cứu gộp, chúng ta thấy là cái tỷ lệ thất bại ban đầu chung là khoảng 13%. Như vậy là dù là chúng ta điều trị thích hợp như thế nào thì cái tỷ lệ thất bại nó cũng có. Đối với những bệnh nhân mà thí dụ như viêm phổi cộng đồng ngoại trú thì tỷ lệ tử vong nó khoảng dưới 2%, nhưng mà nội trú thì tỷ lệ khoảng 10%. Và bệnh nhân nếu mà bệnh nhân mà nội trú mà nằm ICU có bị sốc nhiễm trùng hay là bị siêu hấp phải thở máy thì phải tỷ lệ nó phải 3-40%. Thì những bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân suy tim, bệnh nhân hạ huyết áp, bệnh nhân mà có thay đổi về cái diện trao đổi khí pH dưới 7,35, hạ thân nhiệt, tràn dịch màng phổi, đây là tràn dịch màng phổi biến chứng, bạch cầu dưới 100.000 hay là natri dưới 130, đó là những cái yếu tố mà làm cho khả năng bệnh nhân có thể làm cho cái thất bại. Do đó mà khi gặp những trường hợp như thế này, các bạn lưu ý cái chuyện mà chúng ta điều trị ban đầu cho thật là chính xác. Trong bệnh nghiên cứu của Bộ Y tế năm 2010 thì chúng ta thấy là trong những đơn vị ICU thì điều trị kháng sinh không thích hợp lúc ban đầu là tới 63% đối với trường hợp thất bại. Chỉ có 40% là điều trị là thích hợp. Chúng ta thấy là có sự chênh lệch giữa cái điều trị không thích hợp và điều trị thích hợp, cũng như là cái chuyện khỏi bệnh chỉ có 37% điều trị không thích hợp khỏi bệnh, trong khi đó thì điều trị thích hợp nó lên tới 60%. Những nghiên cứu trên những tác giả trên thế giới, thí dụ như là Alvarez, là Relo, Luna, Colef, thì chúng ta đây là những tác giả nổi tiếng và nghiên cứu về những cái vấn đề điều trị nhiễm trùng. Chúng ta thấy điều trị không thích hợp nó làm cho tỷ lệ tử vong nó sẽ gia tăng lên gần như gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với điều trị thích hợp. Và trong một nghiên cứu của Johnson và cộng sự năm 2011 thì chúng ta thấy cái điều trị không thích hợp nó làm cho tỷ lệ tử vong nó tăng lên gấp đôi so với những cái điều trị thích hợp, hơn cả những cái nguyên nhân khác. Cái lý do tiếp theo nữa là vấn đề điều trị liên quan tới vấn đề điều trị muộn. Chúng ta thấy là nếu mà chúng ta đối với bệnh nhân mà bị sốc nhiễm trùng mà chúng ta điều trị muộn sau 36 giờ thì tỷ lệ thành công nó chỉ còn có 5%, trong khi đó thì cái tỷ lệ thành công là 82% nếu chúng ta phát hiện ngay từ ban đầu, chúng ta điều trị liền cho bệnh nhân. Một vấn nạn khác đó là vấn đề thuốc kém chất lượng. Đây là một cái chất lượng của thuốc mà nó ảnh hưởng tới vấn đề điều trị lúc ban đầu cũng như thất bại điều trị về sau này đối với chúng ta. Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong nhiều nghiên cứu thì chúng ta thấy là cái thuốc giả châu Á chiếm rất là cao, nó từ 1/4 cho tới 1/3 ở các nước ở châu Á, ví dụ như Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Campuchia, vân vân. Chúng ta thấy đây là những cái thuốc mà nó làm cho cái chất lượng kém, rất là kém so với những cái thuốc có thương hiệu. Thì một cái nghiên cứu ở tại Ấn Độ cũng như là nghiên cứu ở Trung Quốc thì chúng ta thấy là trong cái ba lô của Moxifloxacin ở tại Ấn Độ đó thì có một lô nó chứa quá nhiều tạp chất mà không có xác định được tạp chất gì.
cũng như là sản phẩm của Moxie Vaccine ở Trung Quốc so với Avelox thì chúng ta thấy là cái độ pH nó cao, thứ hai là cái nồng độ nước nó khác đi so với thuốc chính hãng và đòi hỏi phải pha loãng, và nó đưa đến một cái hậu quả là nó không có đảm bảo được cái hàm lượng, gây tác hại cho bệnh nhân, không có đủ điều kiện chất lượng để đưa vào sử dụng. Như vậy thì chúng ta thấy là cái vấn đề chất lượng thuốc là một trong những cái yếu tố chúng ta phải xem xét khi mà chúng ta thấy bệnh nhân này không đáp ứng với điều trị. Một nghiên cứu khác liên quan tới Meropenem ở tại Nhật Bản với 8 sản phẩm cái hàng Prenem và cái hàng Zurich thì chúng ta thấy là cái độ hòa tan của cái những cái sản phẩm 8 sản phẩm Zurich nó cái độ hòa tan nó kém đi so với cái khả năng của Prenem nó từ 2 cho tới 4 lần. Và chúng ta thấy là kích thước phân tử khi mà chúng ta soi kính hiển vi điện tử, chúng ta thấy đây là cái kích thước phân tử của hàng Prenem và đây là kích thước phân tử của những cái hàng Generic. Chúng ta thấy là cái độ hòa tan kích thước càng cao thì độ hòa tan càng kém và đòi hỏi phải lắc, rồi phải thậm chí nhiều khi là nó xuất hiện những cái màu nó đục khi mà chúng ta truyền cho bệnh nhân và làm cho đôi khi chúng ta phải hủy thuốc khi mà chúng ta đang sử dụng cho bệnh nhân. Một cái yếu tố khác liên quan tới vấn đề dược đồng học thì chúng ta thấy là chúng ta thấy cần tuân thủ dược đồng học. Đây là một cái những bằng chứng rất khách quan để chúng ta chọn lựa cái thuốc, chúng ta chọn lựa cái liều sử dụng, chúng ta chọn lựa cái thời gian chúng ta sử dụng. Thì nó phụ thuộc vào cái MIC rất là nhiều, sự thay đổi của MIC nó làm thay đổi của cái CMAX, nó làm thay đổi cái thời gian trên MIC và nó làm thay đổi diện tích dưới đường cong. Và như vậy thì chúng ta thấy là cái sự thay đổi của MIC là một cái sự thay đổi rất là động, rất là nhanh chóng của những cái vi khuẩn đối với những cái thuốc chúng ta sử dụng. Và nếu mà chúng ta thấy là MIC càng ngày càng gia tăng lên thì tất cả những thông số này nó bị thay đổi, làm cho cái điều kiện tối ưu chúng ta nó sẽ không đạt được. Đối với Comixin thì chúng ta thấy MIC nó rất rõ ràng. Ví dụ như MIC mà bắt đầu từ nó tăng lên 1.5 thì cái tỷ lệ tử vong nó tăng lên gấp 3 lần. MIC là 2 là tỷ lệ tử vong nó tăng 6 lần, và nếu chúng ta điều trị không thích hợp nữa thì tỷ lệ tử vong nó tăng lên gấp 4 lần. Thì đối với Cetoxamone thì cái MIC 90 của Kinolon chúng ta thấy so sánh Levonsin và Moxifloxacin cũng như Cipro. Thì tại Việt Nam đây là nghiên cứu Anshot năm 2010 thì chúng tôi đã tiến hành làm những nghiên cứu MIC. Chúng ta thấy là cái đối Cetoxamone thì cái MIC 90 của Kinolon, Levonsin là 1, Moxifloxacin là 0.25 và Cipro là 2. Do đó mà chúng ta thấy là cái Cipro này nó đã vượt quá cái giới hạn sử dụng. Do đó chúng ta không có nên sử dụng cái Cipro trong điều trị viêm phổi mắc phải trong cộng đồng. Và cái sử dụng cái Kinolon hấp là cái Levofloxacin và Moxifloxacin. Cái MIC này nó quyết định đến những cái diện tích dưới đường cong. Nếu mà những cái sản phẩm mà nó liên quan tới diện tích dưới đường cong, chút xíu chúng ta sẽ xem xét. Đây là một nghiên cứu cũng khá là ấn tượng của bác sĩ Trần Thị Thúy Tường ở tại Bệnh viện Chợ Rẫy với 51 bệnh nhân của MIC là trên 1 g/l thì nó làm cho tỷ lệ thất bại gấp 3 lần so với một MIC dưới 1 g/l, và tỷ lệ mà thất bại đó là 47% so với 22,6% nếu mà MIC nó dưới 1 g/l. Thì trong nghiên cứu của Ballet thì chúng ta thấy là cái nồng độ trũng mục tiêu á, đối với trường hợp mà nhẹ thì đòi hỏi của Comixin nó khoảng là 10 g/l để đạt được cái diện tích dưới đường cong khoảng trên 400. Thì chúng ta biết là diện tích đường cong có 400 thì nó đạt cái hiệu quả tương đối là cao, trên 90% của cái phân Comixin. Và nếu như trùng nặng thì chúng ta phải tăng cái liều lên, cái diện tích nồng độ trũng nó phải từ 15 tới 20. Tuy nhiên thì tại Việt Nam nghiên cứu tại Chợ Rẫy thì chúng ta thấy là cái nồng độ phân Comixin mà những cái hàng generic ở tại thị trường Việt Nam nó chỉ có 7 mg/l, nó không có đạt được cái hiệu quả cái điều trị đối với những trường hợp kể cả nhiễm trùng tối thiểu do tụ cầu kháng tricyclin. Thì như vậy chúng ta thấy là cái nồng độ đỉnh của một cái loại thuốc nó phụ thuộc vào MIC, nó phải gấp 10 lần, ví dụ như trong gentamicin. Và nếu mà một cái MIC mà không phải là 1 g, ví dụ như Cipro hoặc là cái gentamicin mà nó là 20 g thì cái nồng độ đỉnh nó phải là 20. Nhưng mà như vậy thì nó vượt quá cái nồng độ an toàn cho bệnh nhân, do đó mà đôi khi chúng ta phải bỏ thuốc. Cái nhóm thứ hai là nhóm diện tích dưới đường cong, thì chúng ta thấy là để mà đạt được một cái hiệu quả
có một thuốc gọi là thuốc phụ thuộc vào thời gian, thì cái nồng độ đó nó phải đạt trên 40% liều. Do đó một kháng sinh thứ hai chúng ta thấy là cái thời gian trong ICU nó chỉ đạt 36% thời gian liều. Trong khi đó thì cái nồng độ của thuốc A, thời gian ICU đạt 56%, như thuốc A là thuốc mà chúng ta có thể sử dụng để đạt được hiệu quả. Tuy nhiên MIC là 2 mg lít, nếu mà nó tăng lên nữa thì cái thuốc chúng ta phải thay đổi cái cách truyền, ví dụ như chúng ta phải truyền là kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ, hoặc là chúng ta phải tăng liều của thuốc lên để đạt được cái thời gian tăng liều 40-50% thời gian liều đối với một kháng sinh phụ thuộc vào thời gian. Còn kháng sinh mà phụ thuộc vào nồng độ, ví dụ như nhóm kilon chẳng hạn, thì cái diện tích dư đường cong nó phải trên 25 lần MIC, hoặc là trong trường hợp nặng hoặc là vô vi khuẩn gram âm nó phải trên 100 hay là 125 lần cái MIC thì mà chúng ta mới đạt được hiệu quả. Thì trong cái nghiên cứu của Brian thì chúng ta thấy là cái MIC 90 của Cipro là 2, leucin là 1 và moxibustrin là 0.25 như trong nghiên cứu anh shop của chúng ta. Thì chúng ta thấy là cái diện tích dưới đường cong của Cipro nó chỉ có 14 thì nó không có đạt được, nó phải trên 35. Chúng ta thấy là cái leucin 500 nó chỉ có 34. Như vậy thì cái thuốc leucin 750, tại sao là cái ATS 2007 2019 thì người ta thấy là cái phải tăng cái liều lên 750 đạt được cái hiệu quả để diệt cái phế cầu kháng thuốc là vậy. Và cái moxibustrin là 96. Như vậy thì hai cái thuốc mà đạt được hiệu quả đối với phế cầu kháng thuốc với một cái MIC level là 1 và moxibustrin là 0.25 thì là hai thuốc đó là khó để chúng ta điều trị những cái phế cầu ở kháng thuốc ở ngoài cộng đồng. Vấn đề đề kháng kháng sinh là một trong những yếu tố làm chúng ta thất bại. Và chúng ta thấy là khi mà chúng ta sử dụng thuốc kháng sinh đó, thì cái chuyện mà nó xảy ra đề kháng trước khi mà chúng ta sử dụng kháng sinh thì cũng đó một điều chúng ta rất là quan tâm. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng kháng sinh mà trong thời gian sử dụng kháng sinh, thậm chí chúng ta thấy là trong vòng 5 giờ đồng hồ chúng ta thấy là bắt đầu phát triển cái sự đề kháng. Nếu mà cái diện tích dưới đường cong nó dưới 100 thì cái khả năng mà nó nhạy cảm nó sẽ càng ngày càng giảm đi. Trong khi đó nếu mà diện tích dưới đường cong nó tăng lên một trên 100, lý tưởng là trên 125 thì chúng ta thấy nó duy trì được cái nồng độ cái khả năng nhạy cảm đối với cái vi khuẩn đối với kháng sinh mà chúng ta sử dụng. Một nghiên cứu so sánh giữa cái bentazobactam serit với những đề kháng thuốc thì người ta cũng nhận thấy rằng chỉ trong 24 giờ sau khi mà thí nghiệm với chuột bạch thì các cái serit đã khuếch đại cái quần thể kháng thuốc lên gấp 20 lần so với những thuốc gốc. Chúng ta thấy là cái chuyện mà chúng ta sử dụng thuốc kém chất lượng nó sẽ làm cho cái vấn đề kháng thuốc nó xảy ra rất là nhanh, trong vòng 24 giờ đồng hồ là nó đã xuất hiện những vi khuẩn kháng thuốc. Một cái điều nữa chúng ta rất quan tâm đó là cái vấn đề mà vi khuẩn sinh ra những cái men kháng thuốc cực kỳ hiện nay, đối đặc biệt là trong viêm phổi bệnh viện, ví dụ như Klebsiella pneumoniae, nó sở hữu gần như tất cả những cái cơ chế kháng thuốc mà bằng cách tiết ra beta carotene, ví dụ như SBL chiếm khoảng 60%, MC beta carotene hoặc là KBC hiện nay nó cũng đã xuất hiện khá phổ biến trong những bệnh viện của Việt Nam. Thì rất là may đối với Klebsiella pneumoniae ở ngoài cộng đồng thì tỷ lệ sinh SBL nó cũng còn tương đối thấp so với cái nhiễm trùng bệnh viện. Đó là một trong những lý do mà làm cho rằng kháng thuốc nó sẽ gia tăng lên và cái tỷ lệ thất bại. Chúng ta thấy một cái nghiên cứu gộp, chúng ta thấy là nếu mà một cái vi khuẩn sinh vi cell thì tỷ lệ thất bại nó lên tới 1.85 so với trường hợp những vi khuẩn mà Klebsiella nó không có sinh ESBL. Và một cái điều nữa là một trong những lý do làm cho tình trạng thất bại đó là đồng nhiễm. Chúng ta điều trị thường chúng ta hướng tới một tác nhân. Tuy nhiên thì trên thực tế thì cái tỷ lệ mà một tác nhân nó chỉ chiếm khoảng 26% thôi. Đôi khi một tác nhân chúng ta nhận định sai đó thì chúng ta sẽ điều trị ban đầu thích hợp. Mà rất tiếc là trong cái thực tế trên lâm sàng chúng tôi nghiên cứu năm 2018, nghiên cứu ECRI thì chúng ta thấy là gần 65% là nhiễm trùng phối hợp vừa vi khuẩn với vi khuẩn không điển hình với vi khuẩn điển hình, hay là virus với vi khuẩn, hay là vi khuẩn với nấm. Chúng ta thấy là cái chuyện mà cái phổ vi khuẩn ngoài cộng đồng hiện nay nó phức tạp hơn nhiều so với trước đây. Chúng ta thấy là nếu mà bệnh nhân mà một cái viêm phổi cộng đồng mà vừa đồng nhiễm vừa virus vi khuẩn thì phần lớn là những bệnh nhân đó là những bệnh nhân mà rơi vào cái nhóm BSI 4 hoặc 5, là những bệnh nhân mà cần phải nhập viện hoặc là nhập ICU và tỷ lệ tử vong nó lên tới 30-40%. Một cái điều mà chúng ta cần quan tâm khi chúng ta sử dụng kháng sinh là chúng ta phải biết cái phổ
cái phổ của cái kháng sinh đó. Ví dụ nhóm Mavrix, nhóm Betalutin và nhóm Kilon thì chúng ta biết cái phổ, dù là một kháng sinh phổ nó rộng cách mấy nhưng mà nó cũng có những cái lỗ hổng ở đó. Ví dụ nhóm Betalutin thì không thể nào chúng ta điều trị những vi khuẩn không điển hình, hoặc là chúng ta không có điều trị được cái tụ cầu kháng insulin mà chúng ta phải dùng những kháng giống kháng sinh khác. Cũng vậy, nhóm Kilon vậy, nó bao phủ vi khuẩn điển hình và vi khuẩn không điển hình, vi khuẩn gram dương, gram âm, kỵ khí, tuy nhiên nó cũng không có bao phủ được cái tụ cầu kháng insulin. À, và chúng ta thấy là cái vấn đề sử dụng đơn độc hay là phối hợp để chúng ta, mục đích là chúng ta tăng hiệu quả điều trị hiệp đồng, đồng thời chúng ta phải giảm đi cái tình hình là đề kháng của kháng sinh, thì cái vấn đề mà sử dụng phối hợp kháng sinh là một trong những vấn đề rất quan trọng, đặc biệt là một cái viêm phổi nặng đa tác nhân thì chúng ta nên phối hợp, và chúng ta chọn cái phối hợp nào để cho nó có tác dụng hiệp đồng, mà một cái tác dụng hiệp đồng đó phụ thuộc vào ngoài cái kháng sinh phối hợp với nhau, chúng ta phải biết được cái nồng độ kháng sinh nó phối hợp nữa. Ví dụ như ở đây trong một nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Vân cho chúng ta thấy là với một cái phối hợp imipenem, meropenem và superazone với colistin thì chúng ta thấy là cái hiệp đồng của các kháng sinh này nó đều có tác dụng hiệp đồng với colistin hết. Tuy nhiên thì cái nồng độ của colistin nó cũng khác nhau, làm cho cái khả năng hiệp đồng nó cũng khác nhau. Và kể cả những trường hợp mà nó làm cho cái MSC của kháng sinh imipenem, meropenem, superazone đã bị đề kháng khi chúng ta sử dụng đơn độc, nó xuống còn cái nhạy cảm khi mà chúng ta phối hợp, nó cũng phụ thuộc vào cái nồng độ của kháng sinh chúng ta sử dụng. Do đó chúng ta thấy là ngoài cái chuyện mà phối hợp kháng sinh đừng để cho nó tương kỵ, chúng ta cần phải có một cái hợp đồng và hiệp đồng, và chúng ta phải tuân thủ đúng cái liều lượng khi chúng ta sử dụng cho bệnh nhân. Và vấn đề quan trọng kế tiếp làm cho cái nguy cơ tử vong nó gia tăng và thất bại nữa là những bệnh nhân trên 65 tuổi. Đối với một người mà viêm phổi cộng đồng mà trên 65 tuổi là nặng, và những người này chúng ta có thể nên cho nhập viện dù là chưa có dấu hiệu nặng khi chúng ta tiếp nhận bệnh. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân không được theo dõi kỹ thì chúng ta nên cho nhập viện ngắn hạn để chúng ta điều trị. Khi có đáp ứng rồi chúng ta cho xuất viện cho bệnh nhân, hoặc là chúng ta nếu chúng ta điều trị nội trú đến như viêm phổi cộng đồng nặng, chúng ta phải có chế độ theo dõi rất là sát cho bệnh nhân. Và nhất là những người mà lớn tuổi thì thường hay có bệnh đi kèm theo, và những người đó là những người mà dễ có bị bệnh. Và đối với những trường hợp mà bệnh nhân nặng thì đây là một trong những nguyên nhân gây ra thất bại điều trị lúc ban đầu cũng như là thất bại về sau rất là nhiều. Sự thay đổi dòng máu đến cơ quan, sự thay đổi chức năng của nội mạch và thoát mạch làm cho sự thay đổi sự thanh thải của thuốc, sự tăng cái thể tích phân bố của thuốc làm cho cái nồng độ thuốc tới cái chỗ nhiễm trùng nó kém đi, đồng thời cái vi khuẩn nó tăng cái MIC lên thì làm cho cái chuyện thất bại. Do đó chúng ta thấy là những thay đổi về dự động học, về huyết động, những cái tiếp xúc của thuốc đối với tại cái mô nhiễm trùng nó không đầy đủ, ví dụ như viêm rất là sâu, thuốc nó không vào đường màng não, không được vào đường màng phổi thì không thể nào mà nó có hiệu quả được. Đó là những cái lý do mà cũng thường rất thường hay gây thất bại đối với những trường hợp mà viêm phổi nặng, kể đặc biệt là những bệnh nhân mà có sốc nhiễm trùng hay bệnh nhân có siêu hấp. Và vấn đề cuối cùng đó là những cái biến chứng của viêm phổi hay là những bệnh căn bản mà đôi khi chúng ta lại chú trọng vào cái bệnh 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 phổi. Ví dụ như một cái viêm phổi mà có biểu hiện của một cái hoại tử thì chúng ta biết đó là một cái viêm phổi nặng, hoặc thậm chí nó bị áp xe thì chúng ta biết là cái này có thể là một cái viêm phổi mà tiến triển khá nhanh, nó gây hoại tử vô mô phổi, hay là một cái viêm phổi mà nó kém hồi phục khi mà nó có u ở trong lòng phế quản, nó gây ra xẹp phổi. Chúng ta thấy đến thì bé thì bị kéo lên, mình thấy bệnh nhân có thể có số có này cái đầy đủ của triệu chứng viêm phổi điều trị nhưng mà nó không đáp ứng bởi vì bệnh nhân có kèm theo xẹp phổi, hay là bệnh nhân có một tình trạng nó một cái nhiễm khí phế quản, bệnh nhân không khả năng ho khạc được, lúc nào cũng khó thở và hay bị nhiễm trùng đi nhiễm trùng lại, hoặc là bệnh nhân có trường hợp mủ màng phổi, bệnh nhân có dị vật phế quản, hay thậm chí là bệnh nhân có bệnh CBD hay là bệnh nhân bị giãn phế quản. Thì những trường hợp như thế này thì điều trị rất là khó khăn, kể cả những cái điều trị lúc ban đầu. Thậm chí nhiều khi một cái điều lầm tưởng đối với chúng ta là chúng ta điều trị những trường hợp như thế này, đôi khi điều trị lần đầu tiên nó đáp ứng do tắc nghẽn nó tương đối nó nhẹ, nhưng mà lần sau bệnh nhân trở lại với một cái viêm phổi ngay tại vị trí đó thì chúng ta phải lưu ý có khả năng bệnh nhân bị dị vật hay là ung thư phế quản hoặc là giãn phế quản ngay tại chỗ đó. Thì một cái nhiễm trùng mà nó tái phát lại một cái chỗ vị trí nhất định, chúng ta phải biết là có một cái điều gì đó nó
ẩn dưới đằng sau một cái viêm phổi, chứ không có đơn thuần trên một cái nhu phổi bình thường. Tóm lại thì đây là một điều trị mà chúng ta đôi khi chúng ta phải chấp nhận với một tỷ lệ thất bại chung là khoảng 10%, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi được cái tỷ lệ này khi mà chúng ta điều trị ban đầu nó thích hợp. Chúng ta thấy là trong cái điều trị mà đối một cái viêm phổi cộng đồng khoảng 13% không thích hợp, không đáp ứng với ban đầu, và 60% đối với viêm phổi bệnh viện, và chủ yếu là điều trị không thích hợp. Rồi cải thiện cái điều trị thích hợp này là một trong những cái yếu tố mà làm cho cải thiện cái tỷ lệ tử vong, cũng như là chúng ta lưu ý đến những bệnh nhân mà có tuổi cao, tình trạng suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch, có bệnh căn bản đi kèm theo. Lúc nào chúng ta cũng phải đánh giá cái bệnh căn bản của bệnh nhân, những biến chứng có thể có hay không ha. Các bạn thấy lưu ý một cái viêm phổi thường hay có tràn dịch màng phổi, dù là nó ít cách mấy, nhưng mà khi mà đáp ứng với viêm phổi rồi mà cái dịch màng phổi nó không có rút đi thì chúng ta lưu ý đến cái biến chứng đó là tràn dịch màng phổi biến chứng hoặc là mủ màng phổi và sau cái 3-5 ngày mà chúng ta thấy không có một cái thay đổi về triệu chứng lâm sàng cũng như là trên quyết động cũng như là trên cận lâm sàng, chúng ta phải kiểm tra lại cái những cái nguyên nhân liên trên để chúng ta có thể điều chỉnh một cách kịp thời cho bệnh nhân. Đó là những cái vấn đề mà chúng tôi quan tâm đến cái buổi ngày hôm nay, và xin phổ biến những thông tin đó để các bạn có thể tham khảo thêm. Và đồng thời thì trên trang web của Hô hấp Thông Thái Dương, chúng tôi cũng đã có những cái video về viêm phổi liên quan tới nhiễm khuẩn hô hấp, ví dụ như viêm phổi cộng đồng, các ca lâm sàng mà chúng tôi đã thực hiện và chúng ta đã đưa lên cái trang web của Hô hấp Thông Thái Dương, các bạn có thể tham khảo một cách miễn phí trên đó. Xin cảm ơn. Sôi động thì những cái gì đã thấy thì giống như thầy Ngọc có nhắc là khoảng 10% cái viêm phổi cộng đồng là sẽ bị thất bại với điều trị, và khoảng 60% viêm phổi mắc tại trong bệnh viện là sẽ thất bại điều trị. Chính vì vậy thì cái việc mà mình tiếp cận cái điều trị theo kinh nghiệm, theo hướng dẫn trong cái giai đoạn đầu là một cái bước đi rất là quan trọng. Mà trong cái bài đầu tiên thầy đã nhắc đi nhắc lại, chúng ta phải điều trị hết sức là phù hợp, điều trị kháng sinh sớm, vân vân. Thì trong phần trình bày tiếp theo thì chúng tôi sẽ trình bày các cái bước tiếp cận cụ thể. Thì phần trình bày sẽ bao gồm 5 phần. Chúng ta sẽ đi qua các khái niệm và định nghĩa tầm quan trọng, nguyên nhân, tiếp cận thực hành và một số kết luận. Thì nếu quý vị cũng thực hành trên lâm sàng với chúng tôi thì quý vị biết là do viêm phổi là một cái bệnh cấp tính. Chính vì vậy thì thầy Ngọc có nhắc là chúng ta phải khởi đầu kháng sinh trong 8 giờ, mà thậm chí là càng sớm càng tốt là trong 4 giờ. Chính vì vậy cái thời gian mà chúng ta làm chẩn đoán thì nó rất là ngắn. Chúng ta thường dựa vào một cái bệnh sử cấp của biểu hiện mới đây của sốt, của hội chứng nhiễm trùng, của ho, của khó thở, và thường thường thì mình cứ nghĩ là mọi chuyện vừa xảy ra mới đây thì hai cái thứ đó là chung một chỗ, mình nghĩ liền tới nhiễm trùng hô hấp dưới, mình nghĩ liền tới viêm phổi. Nhưng mà trong một số trường hợp thì mình cũng biết là cái tiêu chuẩn vàng chẩn đoán viêm phổi là không có. Thành ra là đôi khi chúng ta sẽ có những cái trường hợp mà chẩn đoán không chính xác. Thế thì thường thường khi mà làm được chẩn đoán viêm phổi rồi đó thì chúng ta hay điều trị theo kinh nghiệm. Theo quyết định của là vì cũng là vì lý do là nhiễm trùng cấp mà không điều trị sớm, không điều trị theo kinh nghiệm thì nó dễ dẫn tới tăng tử vong như thầy Ngọc đã nhắc. Thế thì trước khi điều trị kinh nghiệm, rõ ràng là thường thường là chúng ta hay làm cái động tác là cái đối với những bệnh nhân nặng nằm ICU và những bệnh nhân nhập viện thì khi chúng ta cấy, chúng ta làm xét nghiệm vi sinh về phía bệnh nhiễm trùng viêm phổi thì chúng ta thường thường làm hai cái mẫu nghiệp chính là cái đàm và cũng như là người cái máu để cho sau khi điều trị theo kinh nghiệm thì 48-72 giờ sau chúng ta có kết quả có thể là điều trị nhắm đích.
Thế thì trong đa số trường hợp thì nếu mà mình tuân thủ những cái hướng dẫn, tuân thủ những cái cách lựa chọn kháng sinh mà thầy Ngọc đã trình bày, thì chúng ta sẽ 90% trường hợp chúng ta sẽ có một cái đáp ứng lâm sàng. Thế thì thường thường thì người ta thấy là cái đáp ứng với viêm phổi đó nó bắt đầu bằng đáp ứng vi khuẩn, tức là con vi khuẩn bị tiêu diệt trước. Sau đó thì tại chỗ, tại cái ổ viêm phổi thì những cái cytokine, những cái mặt cơ viêm nó giảm đi, giống như TNF alpha, interleukin 6, interleukin 8. Và những cái cũng vậy là những cái interleukin kháng viêm nó cũng thay đổi. Thì lâm sàng nó xuất hiện sau giai đoạn này. Và người ta đã thống kê thấy rằng là những cái đáp ứng lâm sàng thì nhanh nhất, nhẹ nhất là cái tình trạng mạch nhanh và huyết áp tuột, là thường thường xảy ra trong vòng 2 ngày. Và cũng đi kèm với đó là cái tình trạng sốt, thở nhanh và giảm oxy máu là khoảng 3 ngày. Chính vì vậy đây là một cũng là một cái điểm mà lý do tại sao thầy Ngọc này nhắc đi nhắc lại là thường thường là khoảng 24-48 giờ các anh chị xem xét là bệnh nhân có hay không có đáp ứng với điều trị. Và như vậy thì cái mốc của chúng ta là khoảng 48-72 giờ, mà trong đó thì chúng ta quan tâm đến mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở và tình trạng oxy máu. Thường thường những cái biểu hiện như là ho, như là mệt, thường thường nó sẽ tiến triển chậm hơn, và giống như thầy Ngọc có nhắc là đáp ứng X quang thì nhiều khi cả một tháng. Thế thì trong cái luận văn cao học của bác sĩ Nguyễn Thanh Nam thì chúng tôi có tổng kết lại một cái số định nghĩa về viêm phổi mà không đáp ứng trong nhiều cái nghiên cứu khác nhau, bởi nhiều tác giả sử dụng những cái định nghĩa rất là khác nhau. Và chúng tôi sẽ không đi sâu vào những cái định nghĩa này, mà chỉ trình bày cho các anh chị cái định nghĩa mà có được sử dụng trong cái hướng dẫn về viêm phổi cộng đồng của ADS, IDSA năm 2007. Thì một khi là một bệnh nhân đáp ứng rồi thì rõ ràng là mình có những cái biểu hiện lâm sàng và tốt. Còn ngược lại thì trong vòng những 72 giờ đầu, nếu mà bệnh tình trạng lâm sàng bệnh nhân xấu đi, có suy hấp cấp, cần hỗ trợ thông khí, và hoặc cái tình trạng nhiễm trùng, choáng nhiễm trùng, thì thường thường đó, thì mình gọi đây là một cái tình trạng viêm phổi tiến triển. Và tùy cái thời điểm xuất hiện, nếu mà sớm trong vòng 72 giờ đầu thì thường thường giống như thầy Ngọc nói là đây là một cái bệnh nhân rất là nặng, viêm phổi nặng hai bên tiến triển, và vì vậy mình mặc dù đã điều trị kháng sinh, nhiều khi mà mình không kịp kiểm soát cái tình trạng nhiễm trùng và để bệnh nhân rơi vào cái tình trạng siêu hấp và kháng nhiễm trùng. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân trở nặng trong 72 giờ sau đó thì thường thường nó lại là những cái biến chứng liên quan đến biến chứng của viêm phổi hoặc là những cái xuất hiện nhiễm trùng mới trong bệnh viện. Như vậy thì khi mà mình nói không đáp ứng, chưa đáp ứng thì bao gồm là một cái bệnh nhân tiến triển nặng, và cái nhóm thứ hai là cái nhóm chưa đáp ứng. Thì hai cái nhóm này nó có hơi khác nhau chút. Ở những bệnh nhân chưa đáp ứng thì giống như thầy Ngọc đã nhấn mạnh là các anh chị có thể giữ kháng sinh đó thêm 48 tiếng nữa tới ngày thứ năm. Thì các anh chị coi, thường thường thì cái tiêu chuẩn lâm sàng vẫn là quan trọng. Thì khi nào là bệnh nhân đạt được ổn định trên lâm sàng, gọi là huyết áp tâm thu trên 90, mạch dưới 100, nhịp thở dưới 24, nhiệt độ không còn sốt nữa và độ bão hòa số hào oxy là ổn với khí trời. Và khi mà họ đạt được ổn định lâm sàng thì mình tin tưởng là kháng sinh mình rất là tốt. Nhưng mà nếu mà mạch vẫn còn nhanh, nếu mà bệnh nhân còn thở nhanh thì mình bảo là cái bệnh nhân này không có đáp ứng với điều trị. Nhưng mà nó cũng khác cái bệnh nhân hồi nãy, là một cái bệnh nhân siêu hấp hẳn, choáng nhiễm trùng hẳn thì rất là nặng. Còn cái bệnh nhân này chúng ta có thể theo dõi thêm trong vòng 48 giờ để xem là liệu bệnh nhân có thể đáp ứng với điều trị hay không. Và một cái nhóm mà cuối cùng nó cũng nằm trong cái phân nhóm là chưa đáp ứng điều trị, thì mình gọi là viêm phổi không hoặc là viêm phổi chậm cải thiện. Thì đó là những cái bệnh nhân mà mình thấy cái thâm nhiễm phổi nó còn hoài sau 30 ngày. So với cái hồi nãy mình mô tả lâm sàng là thường thường 30 ngày thì nó phải chấm dứt cái thâm nhiễm viêm phổi. Thế thì
tầm quan trọng của cái viêm phổi chưa đáp ứng điều trị được trình bày qua một cái nghiên cứu rất là mới năm 2019 trên CHEST của Perani. Thì tác giả đã khảo sát các bệnh nhân viêm phổi cộng đồng và thấy rằng hết khoảng 77% bệnh nhân là đáp ứng. Thì trong nghiên cứu này thì cái tỷ lệ đáp ứng có thấp hơn cái nghiên cứu của thầy Ngọc trích dẫn. Thì các anh chị thấy đáp ứng sớm là 65%, đáp ứng muộn sau 72 giờ là 12% và mình có 77% đáp ứng. Nếu mà bệnh nhân mà mình gọi là viêm phổi tiến triển đó và thất bại điều trị sớm đó, là 19%, thất bại điều trị muộn thì ít thôi 1%, và viêm phổi mãi hoài không có cải thiện đó là 3%. Như vậy thì nhìn chung thì cái nhóm, nếu mà các anh chị điều trị kháng sinh ban đầu tốt giống như thầy Ngọc hướng dẫn thì các anh chị đạt được 77% đáp ứng. Còn lại là mình có 23% thuộc cái nhóm gọi là chưa đáp ứng điều trị. Và mặc dù là mình nói 23 thì nhỏ, nhưng mà nếu mà các anh chị nhân lên cái số lượng bệnh nhân viêm phổi cộng đồng thì các anh chị thấy cái số lượng của nó là từ 15.000 cho đến 300.000 ca, rất là quan trọng. Thế thì những cái bệnh nhân mà mình gọi là chưa đáp ứng với điều trị là hoặc là thất bại điều trị, tức là bệnh viêm phổi nó tiếp tục tiến triển màu đỏ cũng như là chưa không có cải thiện, thì hai cái bệnh nhân này thì cái tiên lượng sống còn nhìn chung rất là thấp. Các anh chị thấy là ngay trong giai đoạn 4 tuần đầu tiên, cái giai đoạn mà bệnh nhân đang nằm bệnh viện đang điều trị kháng sinh, thì cái tỷ lệ bệnh nhân nào chết thì làm sụt giảm ngay cái tỷ lệ sống còn. Nhưng mà không những là cái tỷ lệ sống còn sụt giảm ngay trong cái thời gian mà mình điều trị viêm phổi, mình đang cứu chữa bệnh nhân, mà sau này một năm sau thì bệnh nhân vẫn có tỷ lệ tử vong gia tăng khác hẳn với cái nhóm mà viêm phổi cải thiện màu đen. Thế thì về mặt nguyên nhân thì thầy Ngọc đã điểm qua rất là nguyên nhân rất là đầy đủ, nhưng mà mình sẽ đi vào chi tiết hơn để có thể tiếp cận chẩn đoán và điều trị. Thế thì chúng ta xem lại cái bảng này để mà mình tiếp cận có một cách lớp lan mà mình có thể nhớ được trên lâm sàng. Thế thì thường khi nào chúng ta thấy là không đáp ứng hoặc là tiến triển đó, thì chúng ta rõ ràng là phải tiến hành tái đánh giá lại coi tại sao là bệnh nhân này mình kỳ vọng là nó phải bớt mà nó lại không bớt. Thế thì luôn luôn các anh chị phải hỏi lại tiền sử, bệnh sử, phải khám kỹ lâm sàng, dùng những xét nghiệm hình ảnh học, nội soi và vi sinh để trả lời những câu hỏi là liệu chúng ta có chẩn đoán nhầm không, có bao giờ là bệnh nhân không bị viêm phổi hay không. Chúng ta bắt đầu bằng cái phần chẩn đoán trước. Thế thì người ta kể ra rằng có 4 cái nhóm thì nó làm cho cái viêm phổi hoài nó không có hết. Đầu tiên là ung thư. Thì thường thường những bệnh nhân ung thư không có sốt, nhưng mà đôi khi nó có cái biểu hiện gọi là sốt cận ung. Thì khi đó thì cái sốt nó sẽ kéo dài mãn tính. Thường thường mình có hay dùng từ là sốt Van Epstein, không có những cái biểu hiện nhiễm trùng như lưỡi dơ. Mà thường thì ung thư hay di căn hạch, trong khi bệnh nhân viêm phổi thì lại không có di căn hạch, có thể đổi tổng trạng đáng kể. Những cái biểu hiện về bệnh tự miễn, bệnh viêm mạch máu thường thường đi kèm những biểu hiện toàn thân, không chỉ có sốt, không chỉ có bệnh biểu hiện ở phổi. Và đối với cái độc tính của thuốc đó, thì thường thường là tiến triển nó mãn tính hơn. Và để có thể tiếp cận một cách tốt nhất với độc tính của thuốc thì các anh chị nên tham khảo cái trang web pneumotox.com, mà trong đó thì người ta chia ra là thuốc nào gây bệnh gì và bệnh gì thì phải tìm tới thuốc nào, và cuối cùng là những cái bệnh lý tim mạch. Thế thì đây là một cái trường hợp mà các anh chị nhìn qua thì các anh chị cũng thấy là vừa có thâm nhiễm dạng kính mờ cũng như là có đông đặc ở hai phổi hai bên. Và lâm sàng thì bệnh nhân có sốt, thành ra chúng ta dễ dàng nghĩ tới một cái viêm phổi. Nhưng mà cái quá trình điều trị không có đáp ứng, thành ra người ta là tiến hành nội soi và rửa phế quản phế nang. Thì trong cái ba cái chai rửa đó, người ta thấy là cái dịch nó càng ngày càng đỏ, chứng tỏ đây là một cái trường hợp xuất huyết phế nang. Như vậy thì mình chẩn đoán khác. Đây là một cái bệnh nhân trẻ mà có sử dụng thuốc lá điện tử,
Và thường thường thì mình thấy một cái bệnh nhân vô trong bệnh cảnh cấp tính mà tổn thương hai phổi dày dễ suy hô hấp thì chúng ta rất là sợ là bệnh nhân sẽ tiến triển nhanh, và thường thường là cái chẩn đoán viêm phổi cũng không thể là không đặt ra. Chúng ta thường phải điều trị kháng sinh và lập tức là đi tìm những cái nguyên nhân. Thì cái đặc trưng của bệnh nhân này là khi các anh chị chụp CT thì thấy là nó vừa lại cái tổn thương ngoại phần ngoại vi của phổi, và nó có cái tính gọi là phân bố cái tổn thương theo trọng lực. Thì đây là một cái chẩn đoán loại trừ, hay loại trừ hết nhiễm trùng. Thì hỏi cái bệnh sử thì nếu có hút thuốc lá điện tử thì phải nghi ngờ. Thì đấy một cái bệnh nhân viêm phổi do thuốc điển hình. Thì mặc dù là bệnh nhân có sốt nhẹ, có biểu hiện ho và đã điều trị kháng sinh, mình nội soi phế quản làm những cái chẩn đoán phân biệt như là loại trừ lao, tại vì bệnh nhân ở Việt Nam thành ra là làm hết rồi mà không thấy gì hết. Thì hỏi bệnh sử ra thì bệnh nhân trước đó thì mới trong vòng 3 tháng nay thì mới đổi thuốc hạ mỡ từ Gemfibrozil qua Simvastatin. Bệnh nhân có sử dụng cái thuốc hạ áp là Coja, Losartan và Hydrochlorothiazide. Nên thì thấy là cái biểu hiện nhiễm trùng không rõ và không có bằng chứng của nhiễm trùng, thành ra là chúng tôi đang tra trang web pneumotox.com thì thấy là Simvastatin và là Hydrochlorothiazide có thể gây biểu hiện viêm phổi. Sau khi dừng thuốc thì các anh chị có một cái x-quang sau đó cải thiện đáng kể. Đây là cái CT của bệnh nhân mà hồi tháng 3, hồi tháng 4 và sau khi dừng cái thuốc. Đây là một cái trường hợp khác mà bệnh nhân có xạ trị cao vú. Thì bệnh nhân bị tổn thương ở tương ứng với cái vùng xạ trị, và sau đó mình điều trị corticoid thì đáp ứng rất là mạnh mục. Vì như vậy thì trong cái nhóm nguyên nhân đầu tiên là cái nhóm nguyên nhân chẩn đoán chúng ta làm chẩn đoán nhầm, thì cái nhóm nguyên nhân thứ hai giống như thầy Ngọc nhấn đi nhấn lại là cái điều trị ban đầu là nó không rất thích hợp. Thì điều trị ban đầu không thích hợp, thường thường người ta hay nhắc là các anh chị nhớ theo cái kiểu là sự tương tác giữa cơ thể với cái bệnh lý và cái điều trị. Như vậy thì chúng ta sẽ coi là bệnh nhân liệu có cái bệnh nền toàn thân hay tại chỗ nào không, cái bệnh lý gây bởi cái tác nhân hiếm gặp hay đề kháng nào không, và cái điều trị liệu đã có thích hợp chưa. Nếu mà chúng ta loại trừ hết những nguyên nhân này thì nhiều khi không phải là viêm phổi nó không có đáp ứng, mà cái viêm phổi nó đã lan ra, nó biến chứng qua những cái tổn thương khác giống như là tràn dịch màng phổi cận viêm hay là mũ màng phổi, như là hình thành cái biến chứng áp xe phổi đầy phổi và di căn những cái ô nhiễm giống như thầy Ngọc có nhắc là viêm nội tâm mạc nhiễm trùng và viêm màng não v.v. Thì đây là một cái báo cáo trên ghi nhận rằng là bệnh nhân có thể bị tràn mũ màng phổi hoặc là tràn dịch màng phổi cận viêm. Thì thường thường khi nào mà chúng ta có mũ đại thể thì chúng ta kêu là mũ màng phổi, còn đối với tràn dịch màng phổi và cận viêm thì người ta có chua ra cái bảng phân loại ở đây. Một cái biến chứng thứ hai cũng rất là thường gặp là áp xe. Và như vậy thì các anh chị sẽ thấy là cái tiếp cận chẩn đoán hình ảnh là cái tiếp cận rất là cần thiết trong cái quá trình đánh giá bệnh nhân viêm phổi không có đáp ứng điều trị. Và thường thường thì người ta rất là trông đợi là mình phải làm cái CT scan để đánh giá chính xác những cái tổn thương trong cái quá trình mà xem xét bệnh nhân không đáp ứng điều trị. Thì về phía bệnh nền, bệnh toàn thân tại chỗ đó, thì thầy Ngọc có nói về tuổi tác, thầy Ngọc có nói về những cái bệnh mà gây tắc nghẽn như ung thư chẳng hạn, đặc biệt là ung thư phổi, cũng như là ở đây thì chúng tôi nhấn mạnh thêm là những cái bệnh mà làm cho cái cơ địa bệnh nhân suy giảm miễn dịch, giống như suy giảm miễn dịch mắc phải hoặc là suy giảm miễn dịch nguyên phát, đái tháo đường, hóa trị, nghiện rượu mãn tính, hoặc là những cái bệnh như là giãn phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính làm cái việc ho khạc bệnh nhân khó hơn, cũng giống như là thầy Ngọc có nói về bronchomalacia. Thế thì đây là một cái báo cáo năm 2017 mà người ta ghi nhận là cái nội soi phế quản rất là hữu ích, không những là khi mình rửa mình có thể phân lập được những cái tác nhân mà làm cho
nó điều trị khó khăn mà chúng ta còn phát hiện được những cái dị vật, những cái mềm sụn. Đây là một cái trường hợp mà có dị vật. Thế thì những cái tác nhân gây bệnh không thường gặp là lát hồi bác sĩ Minh Ngọc sẽ trình bày một ca lâm sàng cụ thể để quý vị coi cái cách mình tiếp cận cụ thể. Nhưng mà đây là những cái ca lâm sàng đã được báo cáo y văn, thì đây là một cái trường hợp mà mình thấy có cái tổn thương cả hai bên phổi đông đặc rất là điển hình, nhưng mà bên trái thì nó có hoại tử và khi mà ký ra thì nó aspergillus. Còn trong trường hợp này thì mình thấy cái tổn thương là thành mỏng dạng hang và có chút xíu dịch. Thì đây là một cái trường hợp nó bị ở cái lưu vực sông Mississippi, thành ra là người ta phát hiện ra nấm cryptococcus. Thế thì về cái, đây là một cái bảng đầy đủ để chúng ta nhớ là những cái tác nhân mà có thể hiếm gặp và những cái tác nhân mà gia tăng đề kháng kháng sinh là có thể cái gì, và những cái yếu tố mà gọi là tương quan, những cái yếu tố mà gợi ý mình nghĩ tới tác nhân đó. Giống như là nếu mà bệnh nhân có tiếp xúc với mèo, động vật có móng, mà cừu, thì mình phải nhớ đến Coxiella. Và đặc biệt mình ở Đông Nam Á thì mình nhớ là ở sau East Asia mình phải có nghĩ đến Bucholeria. Thế thì năm nay thì năm 2020 nó đánh dấu bởi cái đại dịch Covid. Thành ra là hồi trước thì bây giờ thì nó đã đại dịch toàn cầu rồi, mình không gọi nó là không thường gặp. Nhưng mà trước đây thì rõ ràng là mình ít gặp, thành ra là các anh chị cũng nên nhìn qua cái CT của một bệnh nhân Covid để thấy là bệnh nhân Covid đó, nó có những cái biểu hiện bao gồm là kính mờ và cả là đông đặc ở giai đoạn sau, thường thường là ở ngoại vi và phân bố ở các thùy dưới nhiều hơn là thùy trên. Thế thì về phía là điều trị không thích hợp đó, thì chúng tôi là nhìn lại cái tiếp cận điều trị viêm phổi của cả viêm phổi cộng đồng lẫn viêm phổi bệnh viện chung một lần, xem có những điểm gì chung. Thì các anh chị cũng biết là viêm phổi cộng đồng thường thường là chúng ta muốn biết là bệnh nhân điều trị ở bệnh viện hay chăm sóc đặc biệt hay tại nhà, chúng ta hay phân độ nặng, nhẹ, trung bình, vân vân. Đối với viêm phổi bệnh viện thì bây giờ ATS và IDSA năm 2019 chúng ta phân hai nhóm chính, là nhóm gọi là nguy cơ tử vong cao, như là những cái bệnh nhân mà cần thông khí hỗ trợ hoặc là tráng nhiễm trùng. Như vậy thì phân loại đúng rằng là rất là quan trọng. Sau đó thì thường thường là một cái yếu tố quan trọng là xem xét những cái yếu tố nguy cơ mà làm bệnh nhân có thể nhiễm MRSA hoặc là Pseudomonas. Và cái cá thể hóa cái nhóm bệnh nhân càng nhiều càng tốt, tức là ví dụ bệnh nhân ở Hoa Kỳ và châu Á thì thường thường hay khám macrolide chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta phải cá thể hóa hơn nữa, tức là ví dụ ở bệnh viện quận thì chúng ta hay có cái nhóm bệnh tiếp đón cái nhóm bệnh nhân ở cái vùng lân cận và cái vi sinh, cái kháng kháng sinh của cái vùng này là như thế nào. Thế thì như vậy thì để mà tiếp cận điều trị viêm phổi thì theo hướng dẫn thì chúng ta có những cái nguyên tắc chung. Tuy nhiên thì đối với Việt Nam đó thì mình sẽ coi là có cái đặc điểm là đề kháng kháng sinh của Việt Nam có gì đặc biệt so với thế giới. Thì chúng tôi nhớ cái hồi mà chúng tôi mới ra trường đó thì chúng tôi hay sử dụng kháng sinh như là ceftazidime. Hồi đó chúng tôi vẫn nhớ thuộc lòng là ceftazidime là cái kháng sinh rất là tốt để dành cho diệt Pseudomonas, thành ra không nên sử dụng đại trà những năm 80 đó. Nhưng mà bây giờ thì quý vị cũng biết rồi là do cái tình hình đề kháng kháng sinh rất là tiến triển, thành ra là hiện tại đa số các bệnh nhân đều phải điều trị bằng nhóm carbapenem phối hợp với hoặc là macrolide hoặc là quinolone. Thế thì ở cái bảng bên tay phải của quý vị sẽ thấy là hiện tại thì Pseudomonas là đề kháng kháng sinh cho tới khoảng 50% và Acinetobacter là đề kháng tới cũng 90% với carbapenem. Thì đây là một cái tình trạng rất là báo động. Thì hướng dẫn của ADS và IDSA chính vì vậy họ cũng khuyến cáo là đối với bệnh nhân nặng đó, thì mình nên sử dụng beta-lactam và macrolide hoặc là quinolone hô hấp. Đối với
đối với bệnh nhân mình nằm sát sát đặc biệt thì phối hợp vừa beta-lactam và mampolit và vừa beta-lactam với fluoroquinolone, mà trong đó thì thường thường chúng ta hay sử dụng imipenem hoặc là meropenem cho những cái bệnh nhân mà có khả năng là nhiễm pseudomonas. Còn đối với những cái bệnh nhân mà nó phải từ cộng đồng, không có nhiều khả năng nhiễm pseudomonas, thì chúng ta có thể sử dụng cái gabapenem nhóm 1, tức là ectapenem. Còn đối với viêm phổi bệnh viện thì cũng tùy cái mức độ nặng và cũng tùy cái khả năng nhiễm MRSA hay là pseudomonas. Nếu mà bệnh nhân không có cái tình trạng đe dọa tính mạng, thở máy hoặc là choáng nhiễm trùng, thì chúng ta có thể sử dụng piperacillin, tazobactam, cefepime hoặc là imipenem. Còn trong khi là nếu mà bệnh nhân nặng mình đe dọa tính mạng thì chúng ta phối hợp thuốc nhiều hơn, mà thường thường là chúng ta hay phối hợp nhóm carbapenem nhóm 2, imipenem, meropenem và những cái quinolone. Thế thì sau khi là các anh chị đã điều trị một cái ban đầu rất là tốt rồi đó, mà bệnh nhân vẫn còn trở nặng, vẫn còn xấu, vẫn còn tiến triển, vẫn còn sốt, vẫn còn biểu hiện nặng, thì mình sẽ phải nghi tới những cái nhiễm trùng kháng thuốc. Thì đối với Acinetobacter baumannii đó, thì một hướng dẫn của Bộ Y tế khuyến cáo là chúng ta nên sử dụng nhóm carbapenem với colistin. Thì cái này nãy thầy Ngọc có nhắc. Thường thường thì một cái cách khác là dùng sulbactam chung với colistin, nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta không có những cái chế phẩm mà sulbactam đơn thuần. Cũng xin cập nhật là mới đây thì cái lý giải mà về nhạy cảm của Acinetobacter đó, thì thế giới người ta bắt đầu bỏ cái chữ là Acinetobacter nhạy hay không nhạy với colistin, mà bây giờ đối với Acinetobacter thì chỉ có đề kháng với lại y, tức là intermediate, tức là nhạy trung gian với colistin, là do cái Acinetobacter cực kỳ kháng thuốc. Và chính vì vậy cái việc phối hợp kháng sinh là gần như là bắt buộc với cái chủng vi khuẩn này. Còn đối với Pseudomonas aeruginosa đó, thì nếu mà mình không tìm được cái tác nhân gây bệnh, mà mình ở một cái cơ sở mà có rất là nhiều Pseudomonas kháng thuốc và kháng trên 50% như ở Việt Nam chẳng hạn, thì quý vị biết là một khi là mình có một cái vi khuẩn kháng thuốc trên 20% thì người ta đã khuyên là không nên sử dụng cái kháng sinh đó. Và chính vì vậy thì khi mà Pseudomonas của mình mà kháng thuốc trên 50% thì mình phải tìm những cái kháng sinh nào mà có thể diệt được Pseudomonas trên 70-80% thì mình mới sử dụng. Thì gần đây thì chúng ta có một cái chế phẩm mới, tức là Ceftolozan Tazobactam. Thì cái chế phẩm này ngoài cái nhạy cảm là trên 80% thì nó còn phủ được cả bốn cái cơ chế kháng thuốc của Pseudomonas, bao gồm là mất kênh porin, tiếp beta lactama, bơm kháng kháng sinh. Chính vì vậy thì đây là một cái lựa chọn rất là tốt cho những cái khoa phòng, những cái đơn vị mà có Pseudomonas kháng thuốc tỷ lệ cao. Thế thì khi mà bệnh nhân tiến triển nặng đó, thì chúng ta có thể lựa chọn kháng sinh để mà gì đó điều trị theo kinh nghiệm. Nhưng mà một cái hướng tiếp theo rõ ràng là hồi đầu là mình đã làm cái kháng sinh đồ, mình đã cấy ngay từ đầu, thì mình sẽ đón cái kháng sinh đồ đó và đổi. Nhưng mà quý vị cũng biết là đối với viêm phổi cộng đồng cũng như là bệnh viện đó, thì cái tỷ lệ mà chúng ta cấy được là nó chỉ dao động từ 10-30% mà thôi. Chính vì vậy thì không phải trường hợp nào chúng ta cũng có thể đổi kháng sinh theo kháng sinh đồ. Và như vậy thì cái cách tiếp cận điều trị theo kinh nghiệm vẫn là một cái cách thường gặp trên lâm sàng. Thế thì câu hỏi là bệnh nhân giờ thì đã nằm viện rồi, và như vậy thì chúng ta có nhiều thời gian hơn, thì như vậy thì chúng ta có thể điều trị theo đích được không? Chúng ta có thể tìm cách xác định cái nguyên nhân và làm đích chính xác hơn được không? Thì rõ ràng là có, và cái điều trị này thì hết sức có lợi trong những cái bệnh nhân nặng. Thế thì điều trị đích có những ưu điểm gì? Thứ nhất là
mình chọn đúng cái kháng sinh mình cần, mình không có cần phối hợp nhiều nếu mà không cần thiết, và mình tránh được cái dùng kháng sinh phổ rộng gia tăng cái áp lực chọn lọc kháng sinh và làm tăng thêm cái tình trạng kháng kháng sinh trên lâm sàng. Bên cạnh đó thì mình xác định được cái tác nhân có ý nghĩa, giống như là ví dụ COVID chẳng hạn là phải cách ly, hoặc là nhiễm Legionella là phải báo dịch chẳng hạn, và giảm cái chi phí điều trị. Thì phải nói là từ lâu rồi chúng ta đang tiếp cận một cái vấn đề cộng đồng của những năm 2000 mà chúng ta vẫn sử dụng những cái biện pháp gì đó chẩn đoán, tức là cái của những năm 1990. Thành ra là người ta nói là chúng ta phải tiếp cận một vấn đề tốt hơn bằng những cái xét nghiệm mới, ví như là kháng nguyên, kháng nguyên trong nước tiểu. Thực sự thì nó không mới với thế giới, mà thực ra là nó vẫn chưa có được phổ biến ở Việt Nam. Gần đây thì có những cái nỗ lực sử dụng kháng nghiệm PCR, những cái xét nghiệm này nhanh nhạy, nhưng mà cho tới hiện tại cái độ đặc hiệu vẫn chưa được tốt và vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu. Và một số thí nghiệm cũng đã bắt đầu được ứng dụng Việt Nam như là Manditop. Thế thì cái bài báo cáo của Liapiku năm 2019 đã đúc kết một số những cái xét nghiệm mới mà rất là có tiềm năng mà chúng ta có thể áp dụng trong tương lai để làm sao mà rút ngắn cái thời gian chẩn đoán. Thì quý vị thấy có những cái xét nghiệm mà chúng ta chỉ cần 1 tới 1,5 giờ mà hoặc là lâu hơn nữa là khoảng 8 giờ để mà có xác định nguyên nhân, để mà điều trị theo đúng cái đích. Thế thì cái vấn đề là nhiều khi là những cái xét nghiệm này thì đối với gene expert chẳng hạn, mà không phải là gene expert cho lao mà cho MSA và MSA chẳng hạn, thì nó chỉ là xác định cái con Staphylococcus aureus mà thôi. Đó. Thế thì nó vẫn còn nhiều cái vấn đề lắm, tại vì thật ra là mình đâu có biết là nó có MSA không, nhưng mà ít nhất thì cái xét nghiệm này nó sẽ cho mình biết là mình có thể cần sử dụng banco, decoclamin hoặc là nizolid hay không. Đối với cái phim array chẳng hạn thì may mắn là mình có cái multiplex PCR và có thể tiếp cận vừa rất là nhiều siêu vi cũng như là vi khuẩn cầu điển hình. Thì đây là một cái nghiên cứu cũng 2019 thực hiện ở Đài Loan, và báo cáo là họ sử dụng cái firm array thì và họ chứng minh là đây là một cái xét nghiệm có giá trị tuyên đoán dương và âm khá tốt, khoảng chừng 90-97%. Và so với một cái cấy chuẩn kinh điển thì cái độ tương đồng khoảng đối với cái dương là 53% và đối với cái âm là 86%. Thì quý vị cũng nên nhớ là mình đừng có quan ngại quá cái chuyện là gì đó cái độ tương đồng với cái, là tại vì thực ra thì thường thường là PCR nó nhạy hơn, những cái xét nghiệm PCR bay xét nghiệm nó nhạy hơn mà nó thường thường phát hiện nhiều hơn. Thì quý vị thấy là ở đây người ta có tìm tới 16 con virus, và dĩ nhiên là khi mà mình làm cái cấy thì mình không có tìm ra con virus nào. Và cái xét nghiệm cho phép là thay đổi cái beta kháng sinh trong 40% của các trường hợp, và như vậy là quan trọng. Thời gian thì không quá lâu, cái trung vị cái thời gian mà mình có kết quả là khoảng hơn 1 giờ. Tuy nhiên thì cái xét nghiệm này thì vẫn còn nhiều cái vấn đề mà người ta quan tâm, giống như là bây giờ mình ra 2-3 con vi khuẩn thì con nào là con gây bệnh chính, rồi mình cần phải tiếp cận điều trị con nào. Bên cạnh đó thì xét nghiệm nó cho phép là mình xác định cái gen kháng thuốc, nhưng mà nó cũng không tốt như cái kháng sinh đồ thường quy của mình, là mình thấy là mình có thể biết được 5-10 loại gì đó kháng sinh, và kháng sinh nào kháng, kháng sinh nào không. Còn trong trường hợp này thì nó chỉ xác định là có cái gen kháng thuốc, và như vậy khả năng là cái thuốc đó không dùng được. Cái bảng phía dưới là cái bảng rất là hấp dẫn. Nó cho thấy là nếu mà mình cấy mà cấy định lượng đó, thì càng về phía bên tay phải á, thì cái số mũ nó càng tăng, thì nó cũng hết sức là tương ứng với cái kết quả của firm array, thì cái lên là cái 10 mũ mấy cái đoạn DNA mà mình đoán được là có 10 mũ mấy DNA trong cái môi trường,
Và như vậy thì người ta khuyến cáo là nếu mà mình có từ 10 mũ 5 cái đoạn DNA mà mình phân lập trong môi trường thì nó có vẻ như là nó tương ứng với cái tình trạng mà mình cấy và cái vi khuẩn gây bệnh trên lâm sàng. Nhưng mà người ta cũng nghĩ là chúng ta vẫn cần thêm những cái nghiên cứu mà để đánh giá cái kết cục là liệu cái 10 mũ 5 nó có giúp ích là gì đó định hướng cái việc thay đổi kháng sinh, điều trị kháng sinh đích và đem đến những cái kết cục tốt đẹp trên lâm sàng hay là không. Thế thì đối với những cái bệnh nhân nhiễm trùng thì rõ ràng là kháng sinh là quan trọng nhất. Nhưng mà các anh chị chắc cũng theo dõi COVID, các anh chị cũng biết là dexamethasone và remdesivir là những cái thuốc mà có thể mang lại những cái lợi ích cho bệnh nhân COVID, đặc biệt là bệnh nhân COVID nặng có suy giảm oxy, có thở máy. Thế thì cũng có những cái nghiên cứu tương tự của Torres năm 2015, đó là đối với một dưới nhóm bệnh nhân, tức là ví dụ bệnh nhân viêm phổi cộng đồng mà có CRP tăng rất cao thì cái việc điều trị corticoid cũng có rất có giá trị. Như vậy thì mình đã nhìn qua các nguyên nhân từ chẩn đoán cho tới điều trị, từ cơ địa bệnh nhân cho tới con vi khuẩn, thì chúng ta tiếp cận thực hành thì thường thường chúng ta đi từng bước như thế nào. Thì dựa trên UpToDate 2020 đó thì các anh chị thấy là họ đưa ra một cái phác đồ rất là chi tiết mà mình đi từng bước khi nào mình ra cái chẩn đoán gì rồi mình sẽ hành xử ra sao. Nhưng mà có phác đồ này quá chi tiết thành ra các anh chị nhiều khi các anh chị sẽ bảo ôi rồi rối quá tôi không có muốn xem. Thế thì trên thực tế thì mình sẽ làm gì? Thì trên thực tế thường thường chúng ta mỗi khi mà chúng ta thấy bệnh nhân không đáp ứng điều trị, chúng ta bắt đầu hỏi bệnh sử lại, hỏi kỹ tiền căn khám lâm sàng. Thế thì nếu mà mình trong những giờ đầu tiên, trong 8 giờ đầu tiên mình lo mình khởi đầu kháng sinh thì lúc đó mình an tâm rồi, bắt đầu mình hỏi coi là bệnh nhân có đau khớp, có rụng tóc, có những cái biểu hiện của gì đó, bệnh toàn thân của lupus ban đỏ hệ thống vân vân hay không. Thế thì lâm sàng bao giờ cũng quan trọng và lâm sàng cung cấp một cái nguy cơ tiền lâm sàng để chúng ta thực hiện những cái xét nghiệm tiếp theo. Vì những cái xét nghiệm tiếp theo người ta đề nghị luôn luôn là hình ảnh học. Và cái hình ảnh học rất là giúp ích là chụp các lớp vi tính của lồng ngực. Thế thì cũng có nhiều nghiên cứu để mà tiếp cận nhưng mà chúng tôi không thể nêu hết ở đây. Nhưng mà chúng tôi xin nêu một cái nghiên cứu mà họ chứng tỏ là nếu mà mình tiếp cận bằng chụp cắt lớp thì chúng ta có thể đoán được cái bệnh nhân nào là có nhiều nguy cơ lao trong những cái bệnh nhân mà gì đó, trong những bệnh nhân mà viêm phổi không có đáp ứng điều trị. Thế thì bên cạnh hình ảnh học thì cái xét nghiệm kế tiếp cũng rất là quan trọng là nội soi phế quản. Thường thường thì bệnh nhân cái bước đầu mình trong vòng 48-72 giờ đầu mình đã làm xét nghiệm vi sinh rồi mà thường thường không có kết quả và lâm sàng bệnh nhân xấu hơn hoặc là không đáp ứng thì mình mới bắt đầu nghĩ tới nội soi. Và khi đó thì mình nội soi đó thì dù là dịch hút phế quản hay là dịch rửa phế quản bên ngang thường thường nó cũng rất là giúp ích. Thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân mà làm xét nghiệm âm tính chỉ khoảng 1/3 các trường hợp trong cái nghiên cứu này. Thì phối hợp cả hai xét nghiệm thì kết quả cái dương rõ ràng là giúp đổi kháng sinh và có làm giúp giảm số ngày nằm viện, nhưng mà cái cỡ mẫu nghiên cứu còn khá nhỏ thì là chưa có ý nghĩa thống kê. Thì ngoài cái phát hiện cái tác nhân vi khuẩn thì người ta thấy cái nội soi thì còn giúp ích là chẩn đoán lao, giúp ích là xác định ung thư mà nằm bên dưới cái viêm phổi. Và những cái vị trí mà tổn thương mà không gợi ý lao như là những cái tổn thương vùng thấp, nếu mà mình làm kỹ mình cũng có thể làm xét nghiệm ra lao. Và thường thường là nếu mà những cái đàm hoặc là đàm kích thích thì sẽ không giúp ích, không có chẩn đoán nhiều bằng rửa phế quản phế nang qua nội soi. Nếu mà mình phối hợp lên những cái xét nghiệm vi sinh tiên tiến thì mình càng chẩn đoán tốt hơn nữa. Và không những là cái chuyện nội soi mình chỉ rửa thôi mà người ta còn khuyến cáo mình làm sinh thiết hoặc là xuyên phế quản, hoặc là dùng những cái sinh thiết tốt hơn giống như là sinh thiết phối hợp với siêu âm
như là radio e-bus để mình lại xin thiết chính xác nó tổn thương và sau đó thì mình có thể điều trị cho nó tốt giống như ca này. Bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên là nội soi thì rất là ưu thế trong cái viêm phổi mà không đáp ứng điều trị, nhưng mà trong một số trường hợp khó khăn mà nội soi không mang lại kết quả thì mình cũng có thể là tiến hành xin thiết xuyên lục. Như vậy thì đối với những cái bước thực hành thì mình tóm lại là có ba cái bước, tức là phải dùng lâm sàng là chính để tìm cái nguy cơ tiền tác, rồi sau đó thì áp dụng CT scan và gì đó vi sinh gì đó, tức là lấy mẫu và nội soi là chính và làm những cái xét nghiệm vi sinh mới. Để kết luận thì chúng tôi xin chiếu lại cái lượt đồ mà mình làm việc trong chẩn đoán và điều trị viêm phổi, thì mình sẽ thấy là mình có những cái điểm này là những cái điểm làm cho cái mình phải tiếp cận cho kỹ để mà tìm hiểu cái tại sao mà viêm phổi nó không đáp ứng, và thông qua những cái công cụ là lâm sàng, hình ảnh học và nội soi cũng như những xét nghiệm vi sinh mới. Anh xin chân thành cảm ơn thầy cô và các anh chị đã chú ý lắng nghe. Kế tiếp đây xin mời bác sĩ chuyên khoa 1 và thạc sĩ Dương Minh Ngọc trình bày cái phần ca lâm sàng, một cái phần trình bày luôn luôn là cuốn hút độc giả. Chúng ta sẽ tiếp tục cái phần này luôn, rồi sau đó các anh chị sẽ đặt câu hỏi sau và nghĩ ra sao. Trong cái buổi seminar này đó là vấn đề về viêm phổi không đáp ứng điều trị, em xin phép trình bày những ca lâm sàng viêm phổi và vùng area Sinomalay. Phần trình bày sẽ gồm có hai phần, phần thứ nhất là phần bệnh án và phần thứ hai nó sẽ bao gồm phần điểm lại một số điểm đã lưu ý chẩn đoán và điều trị cái vùng area Sinomalay. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân nam sinh năm 1978 tại thời điểm nhập viện đó là năm 2008, người tuổi khoảng 40 tuổi, nghề nghiệp đó là làm rẫy và ở Khánh Hòa. Lý do nhập viện của bệnh nhân là ho đàm. Trước đó, trước khi mà nhập viện 2 tuần đó thì bệnh nhân chỉ có ho đàm xanh thôi, chủ yếu là ho đàm xanh khoảng 1 đến 2 uống cà phê một lần. Bệnh nhân ho nhiều lần trong ngày kèm theo sốt lạnh run, sốt liên tục. Bệnh nhân tự mua thuốc uống nhưng mà các triệu chứng không có giảm, ho ngày càng tăng nên bệnh nhân nhập bệnh viện địa phương. Trong thời gian điều trị, trong thời gian bệnh đó thì bệnh nhân tiêu chảy bình thường, ăn kém, không có đau ngực, không đau đầu, không khó thở cũng như không có ho ra máu. Tại bệnh viện địa phương đó, sau khi làm xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân chẩn đoán là viêm phổi, áp xe phổi, rối loạn tiền đình. Bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm có ASV đàm âm tính, soi đàm thì cầu quần răng dương 2 cộng, trực quần răng âm 1 cộng, huyết thanh chẩn đoán sốt xuất huyết, IgM, IgG âm tính. X quang ngực đó thì ghi nhận đó là mờ không đồng nhất phổi bên phải, CT ngực thì có hình ảnh động đặc phổi hai bên phải nhiều hơn bên trái. Điều trị ban đầu gồm có cetrizine 2 gam 4 lọ một ngày, điều trị trong vòng 7 ngày thì sau đó thì sau điều trị một tuần đó thì cái bệnh nhân vẫn còn sốt, ho đàm xanh vẫn tiếp tục, sinh hiệu thì ổn, cái phổi thì có ra nổ ra nấm hai bên. Bệnh nhân được đổi kháng sinh sang cái mosifroxacin và meropenem ngày thứ nhất, sau đó bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Về tiềm căn thì trước đây đó bệnh nhân chưa có ghi nhận cái tăng huyết áp, không ghi nhận đái tháo đường, lao phổi hay ung thư và các bệnh lý nội khoa khác, cũng như chưa từng ghi nhận là phẫu thuật trước đây. Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá khoảng một gói một ngày và chưa ghi nhận cái tiền căn uống rượu hoặc là tiền căn dị ứng. Khi khám tại bệnh viện Chợ Rẫy lúc nhập viện đó thì ghi nhận là bệnh nhân bệnh tiếp xúc được, sinh hiệu thì mạch 98 lần, huyết áp 100/60, huyết ngân, nhịp thở là 20, nhiệt độ là 36,5 độ C, oxy là SpO2 là 95% của khí trời. Nếu thể trạng trung bình, da niêm hồng, hạch ngoại vi không sợ chạm, lỗ thì sạch, tim đều, phổi đang nổ hai đáy, mềm và cổ mềm.
Về các xét nghiệm cận lâm sàng tại thời điểm nhập viện đó thì ghi nhận là bệnh nhân không có thiếu máu, bạch cầu không tăng, nhưng mà neutrophil chiếm ưu thế 86%, lymphocyte 5,2%. Các xét nghiệm vệ sinh hóa máu ghi nhận đó là CRP là 233 mg trên lít là cao, mengan tăng nhẹ, AST là 61, ALT là 56. BUN và creatinine là dưới dạng bình thường, eGFR độ lọc cầu thận nhân ước tính khoảng 70 ml trên phút. Có các xét nghiệm về dung đồ thì có natri máu thì giảm 126 mmol trên lít và đường huyết bất kỳ thì đó là 269 mg trên decilit. Đây là cái phim phổi và tại thời điểm nhập viện thấy là cái tổn thương phổi ở phần chủ yếu là tập trung ở thùy trên động mạch phổi và ở thùy dưới và phổi tái và tổn thương ở thùy dưới của phổi. Cái CT ngực bệnh nhân nó được chụp luôn CT ngực thì ghi nhận động mạch phổi ở thùy trên, phổi bên phải, và có thêm những cái hình tổn thương ở thùy giữa cũng như là ở thùy dưới của phổi bên phải. Đây là cái hình ảnh CTDP mà cái cửa sổ trung thất. Lúc nhập viện bệnh nhân được chẩn đoán là viêm phổi cộng đồng, cái đứng điều trị tại vì sau điều trị 7 ngày bệnh nhân vẫn còn sốt, biến chứng áp xe hóa, theo dõi đái tháo đường tiếp 2 dựa trên cái kết quả của cái đường huyết bất kỳ 269. Tuy nhiên cho một bệnh nhân như thế này với cái tổn thương phổi như vậy, bệnh cảnh lâm sàng thì diễn tiến kéo dài, khám thì ghi nhận đó là cái dấu vẹt mặt nhiễm trùng không có rõ, bạch cầu máu không tăng. Còn phải phân biệt thêm với trường hợp thứ nhất đó là cái lao phổi và cái thứ hai đó là một trường hợp u phổi mà có kẹt xảy ra một cái viêm phổi kèm theo. Xử trí ban đầu đó thì bệnh nhân được bác sĩ trực đã cho cái kháng sinh là ectapenem và teicoplanin, đồng thời kiểm soát đường với insulin và các cận lâm sàng đề nghị tiếp theo đó là cái AFP đàm, cái đàm kháng sinh đồ, cái máu, ra cái test HIV, xét nghiệm thêm HbA1c, đường huyết tại giường. Thì đây là cái diễn tiến sau mà khoảng một tuần điều trị tại Chợ Rẫy đó, thì từ ngày 23 tới ngày 26 đó thì mặc dù đã điều trị kháng sinh ectapenem và teicoplanin, tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn sốt, sốt liên tục trong ngày từ 38.5 đến 39 độ C, ho không có giảm, ho đạm trắng đục và phổi thì có ra nổ. Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng đề nghị ví dụ như là HIV test thì âm tính, AFP đàm tiếp tục âm tính, cấy mẫu đàm lần một thì kết quả mẫu đàm là không có đạt chuẩn. Bạch cầu thì có giảm từ 7.8 xuống còn 4.8 và CRP từ 233 xuống 144, tức là về mặt cận lâm sàng, về mặt sinh hóa thì có phải cải thiện, nhưng mà cái triệu chứng lâm sàng bệnh nhân không cải thiện. X quang ngực thì cái tổn thương nhu mô nó không có cải thiện, tiếp tục cái điều trị đấy là ectapenem và teicoplanin. Bệnh nhân được chỉ định cấy đàm lần 2 và nội soi phế quản. Sau 3 ngày điều trị bệnh nhân vẫn còn sốt đó, thì bác sĩ điều trị quyết định thêm levofloxacin từ ngày 26 tháng 10. Đây là cái X quang phổi ngày 23 tháng 10, mình thấy đó là tổn thương phổi ở thùy trên, động mạch phổi và thùy dưới. Và tới ngày 26 tháng 10 thì không có tổn thương mới, nhưng mà cái viêm phổi thì nó cũng không cải thiện, đặc biệt là cái viêm này thì cũng được đầu tiên một chút. Nhưng tới ngày 29 tháng 10 thì tổn thương phổi nó tăng lên. Mặc dù ngày 26 tháng 10 lúc thời tại thời điểm này thì đã thêm kháng sinh levofloxacin, tuy nhiên tới ngày 29 tháng 10 thì tổn thương phổi nó tăng hơn nữa. Và lúc này đó thì ngày 30 tháng 10 thì bác sĩ điều trị đã quyết định là ngưng teicoplanin, ngưng ectapenem và chuyển sang dùng meropenem và linezolid và tiếp tục duy trì cái levofloxacin. Sau khi mà bắt đầu đổi kháng sinh đó thì bệnh nhân đáp ứng rất ngoạn mục, bệnh nhân hết sốt và ho nó giảm. Và lúc này thì kết quả cấy đàm lần 2 đó nó ra được Bucoderia seromalei, nhảy cái imipenem, cetazin, bactrim và đặc biệt là trong kháng sinh đồ lúc đó đó thì không có meropenem. Cái máu âm tính, bệnh nhân được nội soi thì kết quả có dịch rửa cái phế quản, có thể kết quả là AFP âm tính, cấy vi khuẩn âm tính, PCLL âm và cấy nấm lúc này thì ra Candida albicans. Khi mà kết quả thấy đàn ra một Bucoderia seromalei đó thì bệnh nhân tiếp tục được duy trì với meronem, levofloxacin và bệnh nhân được ngưng linezolid. Khi mà kết quả thấy đàn ra một Bucoderia seromalei đó thì theo hướng dẫn đó chúng ta sẽ làm thêm một số những cái xét nghiệm khác để tìm thêm những cái vị trí mà có khả năng là những cái ổ nhiễm trùng khu trú. Ví dụ trong trường hợp là áp xì gan hoặc áp xe lách thì bệnh nhân này được trị thêm cái siêu âm bụng. Thì kết quả siêu âm bụng đó thì không ghi nhận bất thường, không ghi nhận ổ áp xe ở nam thì chú ý là thêm cái tiền liệt tuyến và áp xe tiền liệt tuyến hay không. X quang ngực thì ghi nhận có cải thiện và CRP thì xuống từ 144 xuống còn 40 mg trên lít.
và bệnh nhân được tiếp tục điều trị với duy trì với Meronem và Levofloxacin, thì sau đó chuyển sang chủ yếu còn sử dụng đơn trị liệu đó là Meloxicam 2 tuần, rồi sau đó bệnh nhân được xuất viện với duy trì bằng Bactrim. Và khi về bệnh nhân xuất viện thì được bổ sung thêm acid folic. Đây là cái phim phổi ngày 29 tháng 10, và tới ngày 5 tháng 11 mình chụp lại mình thấy cái tổn thương phổi nó cải thiện rất là ngoạn mục. Tuy nhiên bệnh nhân này đó thì sau đó đó thì sẽ được được hẹn tái khám và để chụp phim lại để theo dõi, tại vì những cái tổn thương như thế này. Đó là phần cái phần ca lâm sàng. Sau đây xin trình bày một số điểm về cái phần tổng quan về cái về một Porphyria pseudomallei. Về mặt dịch tễ đó thì cái Việt Nam chúng ta đó là cái vùng mà cái gọi là vùng lưu hành của một Porphyria pseudomallei, nó trải dài từ 20 độ phía Bắc với 20 độ phía Nam. Các yếu tố nguy cơ đó là khoảng tuổi từ 40 cho đến 60 tuổi, đó là cái lứa tuổi mà dễ phát triển các bệnh động mạch, và cái bệnh động mạch người ta lưu ý nhất đó là bệnh đái tháo đường. Ví dụ trong trường hợp này, cái ca này nó đây là lần đầu tiên bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường. Khi vô tới bệnh viện Chợ Rẫy mới được chẩn đoán đái tháo đường, đó là một trong những cái điểm mà mình nghĩ cái khả năng có khả năng là Porphyria pseudomallei. Thứ hai đó là những bệnh nhân mà có những cái bệnh phổi mạn, bệnh thận mạn hoặc là ung thư, hoặc sử dụng corticosteroid dài ngày, đó là những cái yếu tố nguy cơ suy giảm miễn dịch. Ở những cái vùng mà bệnh lưu hành đó thì những cái nghề nghiệp nào mà có khả năng cái tăng nguy cơ khả năng mắc pseudomallei, Porphyria pseudomallei, đó là những nghề làm nông, làm rẫy, làm ruộng, hoặc là những nghề mà xây dựng, hoặc là những cái quân đội, làm trong những quân đội, hoặc là cái du lịch, đó là du lịch sinh thái. Còn lối sống thì cái hoặc là nghiện rượu, hút thuốc lá, đó là những cái yếu tố nguy cơ. Cái bệnh này thì nó có khả năng gây nhiễm trùng ở nhiều cơ quan khác nhau, trong đó thì hôm nay thì chú ý tới melanocytes ở phổi. Thì ở phổi nó có thể biểu hiện bằng hai cái thể, thứ nhất đó là thể cấp tính và thứ hai đó là thể mãn tính. Thể cấp tính thì là cái hệ quả thường gặp nhất, khoảng 85% các trường hợp, và các triệu chứng thì thường thường nó diễn tiến nhẹ, diễn tiến nó nhẹ thôi, nhưng mà cũng có thể nó tiến triển nhanh, diễn tiến tới siêu hô hấp hoặc tử ở phổi. Và phần lớn các trường hợp kể cả nhiễm trùng nhẹ, nhưng mà ta thấy rằng là khoảng 50% các trường hợp cũng có kèm theo nhiễm trùng huyết, và 32% các trường hợp sẽ vô sốc nhiễm trùng. Cái triệu chứng thì nó tùy theo cái đường lây, ví dụ đường lây ở khi hít phải thì bệnh nhân có triệu chứng ở đau ngực, là khó thở và triệu chứng hô hấp. Còn nếu như đường qua đường máu thì khi đó là cái triệu chứng nó sẽ là triệu chứng ở toàn thân. Và cái hình ảnh học thì nó sẽ thay đổi, có thể là cái thâm nhiễm ở trong giai đoạn sớm, nhưng mà có thể diễn tiến nhanh tới đông đặc phổi, hoặc là có thể tạo hang, ví dụ trong cái trường hợp lúc nãy chúng ta thấy. Về mạng tính thì diễn tiến thường kéo dài ít nhất là 2 tháng và các biểu hiện nó giống như lao phổi, do đó người ta còn gọi nó là meliosis. Đây là một cái trường hợp giống như lao Việt Nam vậy. Và cái biểu hiện này nó có thể là diễn tiến âm thầm rồi sau đó có những đợt bùng phát. Về phần điều trị đó thì điều trị của meliosis thì chia làm hai cái pha. Pha thứ nhất đó là điều trị tích cực, và pha thứ hai thì điều trị tiệt trừ. Pha điều trị tích cực thì áp dụng cho hầu hết các trường hợp không phức tạp. Kháng sinh hàng một đó là cetazidine, imipenem hoặc là meprobenem, và thời gian điều trị tối thiểu là khoảng 10 tới 14 ngày. Đầu tiên thì chúng ta nên sử dụng kháng sinh đường truyền tĩnh mạch, bởi vì như hôm nãy đã nói đó, việc đề mà nhiễm trùng huyết nó lên tới 50% và sốc nhiễm trùng khoảng 32% các trường hợp. Do đó điều trị tích cực ban đầu nên sử dụng kháng sinh bằng đường tĩnh mạch. Và cái chọn lựa kháng sinh thì nó có thể tùy thuộc vào theo độ nặng và vị trí nhiễm trùng. Ví dụ trong trường hợp mà sốc nhiễm trùng thì chúng ta sẽ phải chọn lựa chọn đó là meropenem. Meropenem vẫn là khuyến cáo đầu tay cho điều trị đối với meliosis. Và đối với những trường hợp ít nặng hơn thì người ta khuyến cáo chúng ta cũng dùng kháng sinh hàng một, nhưng mà nếu như khi mà bệnh nhân không có những cái kháng sinh hàng đầu này, hoặc là bệnh nhân có chống chỉ định, thì chúng ta có thể sử dụng cho amoxicillin, clavulanate và truyền tĩnh mạch. Đối với những trường hợp mà nhiễm trùng thần kinh, xương, khớp, tiền liệt tuyến hay da đó, thì ngoài cái kháng sinh mà đường truyền tĩnh mạch ra, thì chúng ta nên thêm trimethoprim và sulfamethoxazole trong cái pha tích cực này, bởi vì đây là những kháng sinh mà thấm rất tốt vào trong mô. Và đối với những tùy theo cái vị trí nhiễm trùng hoặc là tùy theo mức độ nặng mà chúng ta sẽ thời gian cái điều trị tấn công này có thể thay đổi, không nên vội. Sau đó là điều trị bằng pha tiệt trừ, thời gian điều trị kéo dài từ 3 cho tới 6 tháng, tùy theo cái vị trí nhiễm trùng, và chúng ta chọn lựa trimethoprim sulfamethoxazole cho bệnh nhân. Và khi mà sử dụng trimethoprim sulfamethoxazole, chúng ta chú ý bổ sung thêm acid folic cho bệnh nhân.
Chúng ta có thể lựa chọn thay thế như doxycycline hoặc là amoxicillin clavulanate để xuống điều trị duy trì. Đây là cái thời gian chúng ta sẽ điều trị. Thời gian điều trị tấn công thì chủ yếu từ 2 cho tới 4 tuần đối với những trường hợp mà nhiễm trùng sâu hoặc là nhiễm trùng nặng. Tức là nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương thì thời gian điều trị tấn công có thể lên tới 8 tuần. Còn đối với viêm phổi thì từ thời gian điều trị từ 2 cho tới 4 tuần và thời gian điều trị tiệt trừ khoảng 3 tháng. Còn đối với những trường hợp nhiễm trùng khác thì có thể lên kéo dài tới 6 tháng. Vâng, xin chân thành cảm ơn những ca lâm sàng đến đây là hết, và nếu anh chị nào có thắc mắc thêm thì có thể đặt câu hỏi để có cái mình trả lời thêm. Rồi, cảm ơn sĩ Dương Minh Ngọc đã cho một cái bình án rất là hay về cái nhiễm trùng do Pseudomallei. Các bạn có nghe rõ không ạ? Sau đây chúng ta có những cái câu hỏi để chúng ta thảo luận. Các bạn có thể gửi cho ban tổ chức câu hỏi cho chúng tôi sẽ gửi cho các bác sĩ. Thì có trên màn hình chúng tôi có hai câu hỏi liên quan tới vấn đề viêm phổi không đáp ứng điều trị. Nhưng viêm phổi không đáp ứng điều trị ban đầu kết quả kháng sinh đồ đã về đi trùng 3 kháng acetaminophen, kháng toàn bộ kháng sinh trên kháng sinh đồ chỉ còn ngày với cortisone. Đó mình có dùng cortisone đơn độc không ạ? Thường dùng cortisone thế nào? Em xin mời tiến sĩ Vũ trả lời. Tôi có thể phát thảo thêm. Vâng, cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi rất là thực tế. Thì acetaminophen ở Việt Nam là rất là đề kháng sinh, để những cái trường hợp mình nêu ra là để một bệnh nhân cụ thể có viêm phổi đáp ứng kém điều trị ban đầu mình thấy được kháng sinh thì cũng rất may mắn là mình có thể điều trị trên cái bệnh này. Thì việc sử dụng cortisone đơn độc là rất là không nên, là bởi vì trong phần trình bày vừa rồi thì chúng tôi nói đó là cortisone đơn độc thường thường không đủ kiểm soát. Tốt nhất thì các chị có thể làm thêm nồng độ MIC để coi là cái việc sử dụng cortisone nó đủ nồng độ để mà kiểm soát cái acetaminophen hay không. Mà những cái lý giải mới về cortisone cho acetaminophen thì người ta không tin rằng cortisone có thể một mình kiểm soát là acetaminophen, thành ra là thường thường thì ngay cả hướng dẫn của Bộ Y tế năm 2015 cũng khuyến cáo là sử dụng cortisone phối hợp với nhóm meropenem hoặc imipenem. Chúng ta sẽ trở lại với các cái buổi thảo luận cũng như đặt câu hỏi. Xin cảm ơn các bạn.
chúng ta có nghe được rõ không? Xin lỗi vì cái âm thanh hơi rè chút cho nó, mà bộ phận kỹ thuật cũng đã điều chỉnh xong. Sau đây xin mời bác sĩ Lê Đình Vũ trả lời lại câu hỏi. Bệnh nhân viêm phổi đáp ứng các điều trị ban đầu, bác sĩ xin lời trả về vi trùng kháng Acetabamidin kháng toàn bộ kháng sinh. Bệnh kháng sinh đời chỉ còn nhẹ với colistin, thì lúc đó mình có dùng colistin đơn độc hay không ạ? Thường liệu colistin như thế nào? Xin mời nhà. Vâng, nãy đang trả lời thì cái đường truyền nó có vấn đề là chúng tôi phải dừng lại. Bây giờ xin trả lời lại. Thì thường hai sinh đôi có bắt theo một mình. Thường thì dùng một kháng sinh colistin một mình sẽ không giúp kiểm soát được cái tình trạng nhiễm trùng như Lactobacillus. Chính vì vậy các chị nên dùng phối hợp, nên dùng đơn độc. Về điều đó thì chúng tôi thì mình nên làm thêm một cái MIC của colistin, và mình có thể phối hợp với việc gọi là dùng tâm sàng để quyết định cái liều. Nhưng mà thông thường thì chúng tôi thì hay dùng cái liều trong cuốn Stanford đó. Mà như vậy thì với một cái bệnh nhân chuẩn khoảng chừng 60kg chức năng thận bình thường, thì chúng tôi khởi đầu một cái liều tải là khoảng 9 triệu, và sau đó thì cứ dùng 2 triệu mỗi 8 giờ, tức là mỗi ngày thì thường thường khoảng là 6 triệu mỗi ngày. Thì các anh chị có thể tham khảo liều trong Stanford. Không biết thầy với bác sĩ Minh Ngọc có bổ sung gì thêm? Trong trường hợp mà chúng ta sử dụng cái liều colistin thì nó phụ thuộc vào MIC. Thì cái nghiên cứu dựa đồng học của colistin thì với một MIC là 2 microgram trên ml, thì chúng ta có dùng cái liều được khuyến cáo cao như ATS, ví dụ 9 triệu bolus và 4 triệu rưỡi nhân 2 lần, nghĩa là chúng ta dùng 9 triệu một ngày. Tuy nhiên thì nghiên cứu tại Việt Nam thì cái colistin MIC nó còn thấp lắm, chừng khoảng 0.25 tới 0.5. Chưa thấy có một cái nghiên cứu nào ở tại Việt Nam mà cái MIC colistin nó lên trên 1 2 hết. Chứ đó mà cái liều, tôi nghĩ là cái liều colistin được khuyến cáo trong guideline của Bộ Y tế cũng như là của Hội Đa Bệnh Phổi, thì cái liều khoảng 6 triệu một ngày. Chúng ta dùng 6 triệu colistin và 6 triệu duy trì trong một ngày là tôi nghĩ là nó đủ. Vấn đề colistin sử dụng đơn độc thì ở tại Việt Nam thì chúng tôi khuyến cáo là không nên sử dụng đơn độc, bởi vì nó sẽ dẫn tới tình trạng đề kháng colistin rất là nhanh. Qua những cái nghiên cứu về in vitro cũng như là những cái đề kháng rất là cao đối với những cái kháng sinh, thí dụ như cặp Domainan nhóm 2 nó là tới 80%, gần như là cái vấn đề điều trị đơn độc như vậy thì sau này cái acetaminophen nó sẽ kháng hết toàn bộ kể cả colistin. Và trong nghiên cứu in vitro thì của tiến sĩ Phạm Vân chúng cho thấy là khi chúng ta phối hợp colistin với những cái kháng sinh cặp Domainan nhóm 2 thì nó sẽ làm cho cái ngoài tác dụng hiệu đồng ra, nó còn kéo cái MIC kháng thuốc của cái cặp Domainan nhóm 2 xuống, thành ra là một cái MIC nhạy cảm thuốc. Như vậy thì chúng ta thấy là cái vấn đề ngăn ngừa cái sự kháng trong tương lai, tăng hiệu quả hiệp đồng và giảm cái tình trạng đề kháng của những kháng sinh đang bị đề kháng là những tiêu chí mà chúng ta nên phối hợp colistin ngay từ khi mà chúng ta sử dụng cho acetabamidin. Vấn đề sử dụng điều trị kinh nghiệm ban đầu bằng colistin thì chúng tôi cũng không khuyến cáo cho tất cả mọi trường hợp viêm phổi bệnh viện mà nghi ngờ như vẫn đa kháng mà chúng ta sử dụng colistin trong mọi trường hợp, thì cái điều đó là không nên, bởi vì như thế vậy nó dẫn đến cái chuyện lạm dụng colistin và đưa đến tình trạng đề kháng colistin sau này. Một câu hỏi thứ hai liên quan tới vấn đề bệnh nhân đang bị viêm phổi mà dùng kháng sinh Galoxin
Levofloxacin là này là gì, sulfuroxin hay là Levofloxacin. Các bạn nên cho cái tên công thức hóa học, tại vì cái tên thương mại là nó nhiều lắm, thành thử ra không thể nào mà nhớ hết được. Levofloxacin là Levofloxacin lâm sàng đã bước tốt mà kháng sinh đồ trả về kháng với Levofloxacin, vậy mình có đổi kháng sinh đồ không? Xin mời thạc sĩ Dương Minh Ngọc cho ý kiến cái này. Xin phép trả lời câu hỏi này. Nếu như bạn điều trị bằng Levofloxacin cho một trường hợp viêm phổi mà lâm sàng đáp ứng tốt thì mình phải định nghĩa lại là cái định nghĩa đáp ứng tốt ở đây là cái gì, mình dùng những cái tiêu chuẩn nào. Nếu như mà đáp ứng tốt về mặt lâm sàng, bệnh nhân bớt ho, bớt sốt, bớt khó thở, bớt đàm, X quang phổi không có tổn thương mới, các mặt cơ viêm như là CRP nó giảm, cầu máu nó cũng trở về giá trị bình thường hoặc là giảm, thì nếu như mà kháng sinh đồ trả về là Levofloxacin có kháng hay chăng nữa mà lâm sàng đáp ứng tốt thì mình vẫn cứ tiếp tục cái Levofloxacin. Tại vì kháng sinh đồ đó nó là cái kết quả in vitro, nó không có phản ứng được cái thực sự sự tương tác giữa kháng sinh với cơ thể, với vi trùng ở trong cơ thể khi mà điều trị. Do đó mà nếu như lâm sàng đáp ứng tốt đó, dựa trên những cái thứ nhất là về lâm sàng, thứ hai là những cái bằng chứng khách quan, ví dụ như là về những cái mặt cơ viêm, hình ảnh học, thì chúng ta có thể giữ tiếp cái kháng sinh đó cho tới khi xuất viện nếu như bệnh nhân đáp ứng tốt. Chúng tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của thạc sĩ Dương Minh Ngọc, nghĩa là vấn đề lâm sàng nó quan trọng hơn là cái vi sinh in vitro, đó mà chúng ta căn cứ trên lâm sàng. Những trường hợp như thế này chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cái vaccine mà các bạn đã sử dụng, có thể là chuyển sang từ một cái dạng chích sang dạng uống, chúng ta cần điều trị chuyển tiếp, bởi vì Levofloxacin là một cái loại thuốc mà nó có được kháng dụng sinh học rất là tốt, do đó mà chúng ta có thể là chuyển qua dạng uống. Như vậy thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân xuất viện sớm và giảm chi phí điều trị cũng như là giảm thời gian nằm viện cho bệnh nhân. Xin mời các bạn kỹ thuật cho câu hỏi tiếp theo. Thưa tiến sĩ Vũ, cho biết là ý nghĩa lâm sàng của CRP procalcitonin nội soi phế quản trong viêm phổi không đáp ứng điều trị. Mời bác sĩ Vũ nói rõ hơn về cái ý nghĩa của ba cái xét nghiệm này. Vâng, cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi. Thì trong cái phần đầu tiên về cái khái niệm về viêm phổi đáp ứng hay là không đáp ứng lâm sàng thì thường là về mặt vi trùng là vi khuẩn là sẽ giảm trước, sau đó là giảm tới những cái phản ứng viêm. Chính vì vậy thì CRP và procalcitonin thì cũng được trông đợi là giảm trước cả lâm sàng. Tuy nhiên thì các anh chị cũng biết là trên lâm sàng đó thì chúng ta đã thực hiện rất là nhiều nghiên cứu và những cái guideline, những cái hướng dẫn cho tới giờ thì vẫn không có khuyến cáo sử dụng CRP và procalcitonin một cách thường quy để mà dừng kháng sinh, chứng tỏ nó có vai trò khá là hạn chế. Chính vì vậy thì trên lâm sàng thì chúng tôi là phối hợp, thường là phối hợp lâm sàng, nghĩa là bệnh nhân bớt sốt, bệnh nhân bớt ho, bệnh nhân bớt khó thở, mạch bớt nhanh, nhịp thở bớt nhanh, oxy máu bệnh nhân cải thiện, thì một cái lâm sàng phù hợp và bạch cầu máu giảm, CRP giảm, nghĩa là mình theo dõi cái động mạch của CRP, theo dõi cái động mạch của procalcitonin thì mình thấy là nếu mà nó phù hợp hết thì chứng tỏ là bệnh nhân đang có điều trị. Ngược lại lâm sàng xấu đi, CRP xấu đi, tăng thêm, procalcitonin tăng thêm thì chứng tỏ là bệnh nhân không đáp ứng điều trị. Hiếm khi nào một mình CRP hay procalcitonin làm thay đổi cái quyết định lâm sàng. Chính vì vậy mà người ta mới ít có khuyến cáo sử dụng CRP và procalcitonin đơn độc để mà thay đổi những cái quyết định lâm sàng. Tuy nhiên khi sử dụng các anh chị cũng lưu ý là CRP tới hiện tại được thanh toán bảo hiểm y tế, còn procalcitonin thì không. Mặc dù là trong y văn thì hay nhắc là procalcitonin thì đặc hiệu hơn cho nhiễm trùng, có giá trị tốt hơn, nhưng mà do procalcitonin không có thanh toán bảo hiểm thành ra mình cũng lưu tâm đến cái này. Có thể là chúng ta sử dụng chính yếu là lâm sàng để CRP trong trường hợp khó khăn mới nghĩ tới procalcitonin. Thì vi trùng lao, nấm và những cái vi khuẩn khác để thông thường là để kháng kháng sinh, người ta còn chẩn đoán tắc nghẽn đường thở dị vật là một cái con đường để mà giúp mình sinh thiết trong cái
như thế nào và chiến lược điều trị như thế nào, xin mời bác sĩ Dương Ngọc cho ý kiến. May mắn đó là cái Bonegraft mà lấy nó ghi nhận hiện tại thì nó có cái đề kháng về tính độ đề kháng nội tại thì cái vi khuẩn này nó kháng với ampicillin, penicillin, aminoglycoside hoặc là kể cả colistin thì cái vi khuẩn này nó cũng kháng, nhưng mà nó lại nhảy với ceftazidin, imipenem và meropenem hoặc là trimethoprim, trimethoprim. Do đó khi mà mình thấy là con này thì mình nên chuyển theo cái kháng sinh độ hoặc là điều trị kháng sinh. Nếu như mình nghi ngờ cái tác nhân này nhiều thì mình có thể chọn được kháng sinh từ đầu, ví dụ là những cái kháng sinh như lúc nãy đã trình bày, chúng ta phải chọn được như vậy. Nên chúng ta vẫn còn may mắn đó là cái vi khuẩn này nó vẫn còn tương đối là cao. Về mặt điều trị thì chúng ta cũng đã trình bày ở phần cuối của cái ca lâm sàng đó, thì về mặt điều trị thì mình sẽ chia làm hai pha khởi đầu điều trị tích cực với các kháng sinh và pha tiếp theo là pha điều trị duy trì. Thì tùy theo cái vị trí nhiễm trùng mà chúng ta sẽ chọn được cái điều trị tiệt trừ và điều trị kéo dài, và điều trị khởi đầu và cái điều trị tiệt trừ nó sẽ dài bao lâu. Trong trường hợp mà viêm phổi thì điều trị tấn công ban đầu khoảng từ 2 cho tới 4 tuần, sau đó thì điều trị tiệt trừ thường kéo dài khoảng 3 tháng. Còn đối với những nhiễm trùng trung ương thì cái điều trị ban đầu đó nó có thể kéo dài tới 8 tuần, và sau đó thì điều trị tiệt trừ nó kéo dài khoảng 6 tháng. Thì đó là cái điều trị. Và chúng ta nhớ là không được bỏ sót cái chuyện điều trị tiệt trừ sau đó, tại vì cái vi khuẩn này nó sẽ tái phát, lại nếu như mà chúng ta điều trị cái thời gian điều trị tiệt trừ nó không đủ. Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm liên quan tới vấn đề điều trị một khối u sơ-mô-lây. Thực tế tác nhân vi khuẩn này thì nó cũng không có nhiều ở ngoài cộng đồng. Tuy nhiên thì nó cũng tùy theo tình hình dịch tễ tại địa phương. Ví dụ như ở bên Thái Lan thì cái tỷ lệ vi khuẩn cộng đồng do một khối u sơ-mô-lây này nó khá nhiều, cao hơn Việt Nam nhiều. Ở ngoài cộng đồng thì thường nó xảy ra cho những người bị tiểu đường hoặc là những người mà có sử dụng thuốc kéo dài. Do đó các bạn nên hết sức lưu ý trong những trường hợp này. Đôi khi thì cái biểu hiện của nó có thể nó xảy ra cấp tính, tiến triển rất nhanh và bệnh nhân có thể tử vong. Đôi khi thì nó lại tiến triển rất là chậm, giống như lao với một tổn thương phổi, tổn thương phổi giống như lao. Do đó mà có nhiều bác sĩ chúng ta trên bệnh nhân tiểu đường có tổn thương phổi thì beta âm tính và điều trị như lao hoài không hết, thì một thời gian sau thì phổi nó lan ra và nó có thể biến chứng ở nhiều nơi. Khi mà tiến triển cấp tính thì trên một người mà suy giảm miễn dịch, ví dụ như tiểu đường hay là dùng một huyết, thì nó tiến triển giống như là một cái viêm phổi tụ cầu vậy. Có thể nó biến chứng ở viêm khớp, về viêm cột sống, viêm cơ, giống như là một cái những con huyết tụ cầu mà nó di căn ở nhiều nơi. Để nó sẽ gặp cái chuyện mà sơ gan áp sẽ lắp do sơ-mô-lây này là một cái biểu hiện cũng khá thường. Điều thứ hai là có những trường hợp chúng ta thấy là đáp ứng điều trị nó rất là tốt, rất là nhanh. Chúng tôi có gặp một trường hợp mà bệnh nhân cũng viêm phổi do một khối sơ-mô-lây trong bệnh nhân thiếu đường điều trị, thì trong vòng tuần lễ nó bay sạch hết tổn thương ở phổi. Nhưng mà sau đó thì bác sĩ lại không cho điều trị duy trì sau khi xuất viện, thì do cái tổn thương phổi nó bay mất hết, và một tháng sau thì bệnh nhân quay trở lại với một cái viêm phổi rất là nặng, hai bên và bệnh nhân tử vong. Thì do đó mà cái vấn đề điều trị thời gian mà điều trị gọi là điều trị tấn công á, điều trị mạnh á, là tối thiểu là phải 10 ngày tới 2 tuần lễ. Có những cái thuốc mà kháng sinh chúng ta đã cho nó đáp ứng, sau đó thì thời gian điều trị phải 4-6 tháng sau. Mặc dù trên lâm sàng chúng ta thấy không thấy có những trường nào, chúng ta vẫn phải tiếp tục điều trị như vậy thì chúng ta mới không có bị tái phát. Đó là một cái điều mà rất là khác biệt của cái vi khuẩn này đối với những vi khuẩn vi khuẩn cộng đồng thông thường khác. Trong khi chờ đợi một cái số câu hỏi của các bạn nữa, thì tôi xin hỏi thạc sĩ Dương Minh Ngọc, có một cái đầu kháng sinh tại khoa hấp chợ đẩy, thì chúng tôi cũng hơi thắc mắc là bác sĩ thấy không đáp ứng chuyển từ tecovanin sang linezolid. Thì theo ý kiến của bác sĩ Ngọc, dựa trên cái lâm sàng, dựa trên những nghiên cứu về in vitro
sang cái linezolid thì thực sự cái này là bác sĩ điều trị người ta chuyển. Còn nếu như mà trong tình huống đó thì mình có nên chuyển hay không thì thực sự là thì cái chỗ này nó khó, bởi vì hai cái thuốc này thì nó điều trị cho một cái tác nhân mà cái bọn cái MRSA mà nó kháng đối với tỳ phục lamin đó hoặc là kháng vancomycin đó thì cái tỷ lệ đó nó rất là ít và nó rất là thấp, nên thành ra nếu như trong trường hợp này đó nếu đặt mình vào và bác sĩ điều trị thì có lẽ là mình cũng sẽ không có chuyển lỗi tác sinh từ tỳ phục lamin sang linezolid. Vì không có nhiều thời gian nữa thì chúng tôi xin kết thúc cái buổi CV ngày hôm nay. Thì qua cái buổi ngày CV về viêm phổi không đáp ứng điều trị, đây là một thực tế mà nó thường xảy ra chứ không phải hiếm. Thứ hai là nó gây khó khăn cho bác sĩ của chúng ta khi mà chúng ta gặp phải. Do đó mà chúng ta xem xét lại những cái vấn đề chẩn đoán, xem xét lại về vấn đề vi sinh, xem xét lại vấn đề tình kháng thuốc, xem xét lại về cái điều trị tích hợp ban đầu, những bệnh căn bản bệnh nhân có hay không, cũng như là cái những biến chứng có thể xảy ra cho bệnh nhân mà không có đáp ứng với điều trị ban đầu, thì chúng ta đặt những câu hỏi đó và chúng ta giải quyết từng câu hỏi để chúng ta có thể trả lời được là chúng ta nên làm chẩn đoán lại, chúng ta thay đổi kháng sinh điều trị, kể cả chúng ta có thể thay đổi những kháng sinh kém chất lượng sang những kháng sinh có chất lượng, và đó là một yêu cầu chính đáng của người bác sĩ lâm sàng đứng trước một bệnh nhân mà có khả năng tử vong do tình trạng bệnh viêm phổi không đáp ứng. Vì đây là một cái dạng bệnh lý mà nó tỷ lệ tử vong cao nhất trong tất cả các bệnh nhiễm trùng, và tình hình kháng thuốc nó cũng cao nhất. Do đó mà vấn đề sử dụng thuốc kháng sinh là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Chúng tôi hy vọng là sẽ có những chương trình CV sắp tới chúng tôi sẽ đề cập tới những cái vấn đề sử dụng kháng sinh cho những cái bệnh nhân viêm phổi cũng như là cho những bệnh nhân nhiễm trùng. Hy vọng sẽ gặp lại cho các bạn đồng nghiệp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Vũ, thạc sĩ Dương Minh Ngọc, các bạn đồng nghiệp trong trung tâm đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội, các công ty tài trợ đã góp phần vào cái sự